Trương 2061, ta từ một người làm. Sở Dương trầm giọng nói, hiện tại địa thế rõ ràng, trừ vị nên chuẩn bị tâm lý. Mọi người trầm mặc, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Người có thể sống đến hiện tại đều là người tâm tính trầm ổn, tâm ý kiên định, ngay cả tình thế ác liệt như vậy cũng sẽ không sinh ra sự dao động. Bạch Vũ thần thở dài một tiếng, nói, tới không sai biệt lắm 9.000 người, trên căn bản cũng chính là chín thành thực lực của ba đại môn phái kia rồi. Bạch Vũ Thần lúc trước chính là nhân vật số 3 trong môn phái của hắn, nên phán đoán của hắn không thể nghi ngờ là rất chuẩn. Nếu đã tới đuổi bắt chúng ta, thì những người này nếu tu vi thấp hơn thánh cấp căn bản là vô dụng. Nếu lấy cái trình độ này làm thước đo thì trong cả ba đại môn phái kia, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn một vạn người mà thôi. Đây là kết quả truyền thừa hơn 10 vạn năm đó. Xem ra, bọn họ lần này thật là là bắt buộc phải đi, quyết tâm muốn bắt được bọn ta. Bạch Vũ Thần Thanh âm tràn đầy một loại tăng thương nói, lời của hắn làm cho mọi người sắc mặt càng thêm khó coi chẳng lẽ trong môn phái chúng ta không có một người nào không có một cái tránh nghĩa chi sĩ nào sao cũng không người nào hiểu rõ sai trái sao sa húc sơ mặc dù mới là nhất đại thanh niên mầm móng cao thủ nhưng thủy trung vân là người trẻ tuổi thiếu hụt căn bản lịch lâm lúc này kích động đỏ bừng cả khuôn mặt nói bình thường tất cả mọi người đều ra vẻ đạo mạo như vậy tựa hồ cả đám đều coi việc cứu vớt giang hồ đạo nghĩa cứu vớt thiên hạ lê dân là nhiệm vụ của mình vì sao đến lúc này lại nhượng bộ cho sai lầm, tới đuổi giết chúng ta. Chính là, chuyện này ban đầu rõ ràng chính là do cửu thái tử cường đoạt dân nữ, mà gieo mầm tai vạ, chẳng lẽ ở trong mắt mặc Vân Thiên Thiên đế đại nhân, đoạt dân nữ chính là việc nên làm. Có người tức giận nói. Bạch Vũ thần thở dài một tiếng nói, không ngoài thực tế mà thôi. Trong mắt thiên đế bệ hạ, cường oạt dân nữ không thể nghi ngờ là tội lớn. Nếu như người làm ra chuyên bực này mà không phải là cửu thái tử, mà là ta hay bất kỳ một ai trong chúng ta, thì sợ rằng đã sớm bị thiên để đại nhân hạ lệnh xử trảm rồi. Chiêu cáo cả thiên hạ. Nhưng vấn đề ngay tại ở chỗ, người cường đoạt dân nữ chính là thái tử điện hạ. Hơn nữa thái tử điện hạ lại còn bị giết. Bạch Vũ thần ha hả cười một tiếng, tràn đầy giọng nghĩa mai nói, "Ha hả, con người khác không phải là con sao, con của hắn chính là tâm can bảo bối sao?" Có người tràn đầy giễu cợt nói, lòng dạ hẹp hòi như vậy làm sao có tư cách chấn giữ một phương thiên địa. Hành vi ti tiện như vậy, sao có thể làm cho người tin phục? Thật là khiến người ta thất vọng và đau khổ. Hắc hắc! Bạch Vũ Thần cười lạnh, nói, ta mới vừa rồi đã nói qua, không ngoài thực tế mà thôi. Các ngươi cũng không cần thất chủy bát thiệt bình luận cái gì nữa, oán giận cái gì, thật ra thì nói cho cùng chính là không cam lòng thôi. Ta hỏi các ngươi, nếu là nhà các ngươi lần này không có đến Đông Hoàng Thiên, không có bị bức đến mức không cách nào quay đầu lại, vâm ở trong môn phái. Nếu gặp phải chuyên như vậy, ngươi có thể không đến đây tiễu trừ đội ngũ chúng ta hay không? Nghe câu hỏi này tất cả mọi người cúi thấp đầu xuống. Chỉ có Sa Húc Sơ lớn tiếng nói, ta sẽ không, ta nhất định sẽ không. Bạch Vũ thần luôn miệng cười lạnh nói, hoặc là ngươi sẽ không, đó là bởi vì ngươi còn rất trẻ tuổi, không có nhận rõ. Thực tế, mà thực tế là tuyệt đại đa số mọi người phải làm như vậy. Nếu thực tế như thế, còn oán hận cái gì? Binh Lai tương đáng cũng chính là như vậy, cùng lắm thì chết thôi, có cái gì phải oán giận. Đây chính là giang hồ, đây mới là bản chất của giang hồ thiên đế đại nhân đau lòng con của mình đây vốn là chuyện theo lý thường phải làm luật pháp thì cố nhiên là không hợp mà tình thì cũng có thể thông cảm các ngươi ngư như vậy vì sao không đi làm thiên đế mặc vân thiên đế người ta có năng lực trở thành nhất phương thiên đế người ta có tư cách áp đảo pháp tắc và pháp luật nếu chuyên đã đến tình trạng như vậy nói miệng hữu dụng sao hiện tại là so sánh nắm đấm của ai cứng hơn nếu nói đạo lý bất quá là chó má nếu nói công bình bất quá là buồn cười nếu nói pháp chế đối với thượng vị giả chỉ là nói suông nếu nói dân tâm giờ phút này còn hữu dụng sao ít nhất đối với chúng ta là không có ý nghĩa gì nếu nhìn không thấu điểm này còn muốn nói cái gì xông xáo giang hồ nữa bạch vũ thần thanh âm mặc dù thấp cũng là thanh sắc điều lệ nói như không phải là sở trang chủ chúng ta lúc này hài cốt đã sớm nát rồi có thể sống đến hiện tại đã là làm phiền sở trang chủ vào xanh gia tử hết sức chu toàn rồi các ngươi còn ở chỗ này kêu than lão phu cũng mất thể diện thay cho các ngươi môn phái tinh anh ư ta phi buổi nói chuyện này làm cho sắc mặt của mọi người cũng đỏ bừng mà cúi đầu xuống cũng không có người nào mở miệng nói chuyện nữa sở dương thở thật dài một tiếng nói việc đã đến nước này nói những thứ này cũng vô dụng mọi người cũng chỉ là trong lòng có chút không phục mà cầu nhau mà thôi làm như thế nào thì vẫn nên làm như vậy về điểm này thì ta vẫn tin tưởng bạch vũ thần thấy sở dương nói vậy thì không hề mắng nữa mà cung thanh nói dạ trang chủ nói rất đúng Thật ra thì hắn làm sao không biết, những người này tức giận chỉ là bởi vì không cam lòng, không phục đối với hành động không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng nếu sự tức giận này không thể tức thì đè xuống, thì sợ rằng sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ có vọng động. Một người vọng động thì rất có thể sẽ liên đới chôn vùi mọi người nơi này, cái này trăm triệu lần không thể không phòng. Việc đã đến nước này, mọi người liều mạng thôi. Mấy người sắc mặt đỏ bừng thấp giọng giống giận, "Đúng, theo chân bọn họ liều mạng. Hắn bất nhân, chớ trách chúng ta bất nghĩa." liều mạng liều mạng sở dương quát khẽ một tiếng nói yên lặng mọi người đang xôi trào cảm xúc nhất thời yên tĩnh lại từng người thờ hồng hộc nhìn sở dương ở chỗ này ta tuyên bố một chuyên sở dương sắc mặt nghiêm túc nói trước mắt tình thế nghiêm trọng như vậy hiện tại đối với bọn hắn mà nói bất kỳ sự dịch dung cải trang nào cũng là uổng công không có ý nghĩa nữa cho nên trong lúc này bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài không có bất kỳ lý do nào không có bất kỳ ngoại lệ Sở Dương ném ra hai cái không gian giới chỉ, nói, nơi này có thức ăn cùng nước uống cho các ngươi, cùng với một chút linh dược đan dược tu luyện. Có chút ít còn hơn không? Mọi người trầm mặc một trận rồi Bạch Vũ Thần đột nhiên thở dài nói, "Trang chủ, hãy cho chúng ta đi ra ngoài đi, cứ cùng bọn họ chính diện chơi một cuộc, coi như là chấm dứt trận ân oán thị phi này đi." Mọi người đồng thời ngẩng đầu. Hiển nhiên đó cũng không phải là ý của riêng Bạch Vũ Thần. Xem tại Chu Yên Phun, bên tất cả mọi người là người Giang, hồ, hơn nữa mỗi người đều có một thân nghệ nghiệp không tầm thường, không người nào là không tâm cao khí ngạo. Nếu như địch nhân đến, mình lại chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong lòng đất, giống như lão thư ẩn núp, tư vị này quả thực là so sánh với chết còn khó chịu hơn. Sở Dương trầm mặt xuống, nói, không được, các ngươi không thể ra tay, càng không thể ra mặt, bởi vì, chỉ cần các ngươi một khi xuất thủ, vô luận là có thương vong hay không thì ở bên kia, thân nhân cùng gia tộc của các ngươi cũng nhất định xong rồi. Sa Húc Sơ đỏ mặt nói, nhưng chúng ta trên đoạn đường này đã cùng mộng vô nhai quân đội chiến đấu tám vạn dặm nếu đắc tội thì đã sớm đắc tội hết rồi còn sợ gì nữa không đồng dạng như vậy lúc trước chiến đấu cùng lần này có bản chất khác nhau sở dương nghiêm nghị nói mặc vân thiên đế thân là nhất phương thiên để. nếu bởi vì chuyện này mà giận lây sang người nhà không thể nghi ngờ là lộ ra vẻ khí lượng nhỏ hẹp hơn nữa ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với lần này cho dù là nguyên thiên hạn cũng không khỏi không cố kỵ nhưng các ngươi nếu xuất thủ đối phó với người trong môn phái các ngươi, thân tín của bọn họ ở trong môn phái tới cửa gây khó khăn hoặc là phá hư, hãm hại người nhà của các ngươi cũng khó lòng mà phòng bị được. Cho nên lần này, các ngươi quyết định không thể ra tay. Sở Dương mỉm cười nói, ta nghĩ, người nhà của các ngươi hiện tại cũng đã đủ khó khăn rồi. Cũng đừng có làm bọn họ thêm khổ nữa. Các ngươi nếu đi theo ta, như vậy một mặt này ta nhất định phải suy nghĩ đến. Đám người bạch vũ thần đồng thời đứng lên, khuôn mặt cảm kích phát ra tỏ phế phủ nói, tâm ý của trang chủ đại nhân bọn ta cảm kích vô hạn, đa tạ. Sở Dương nhàn nhạt cười cười nói, đại trượng phu làm việc, có cái nên làm có việc không nên làm, cho người dễ dàng thì mình dễ dàng, nhưng là lời tục tiểu chi bằng nói trước đi, chúng ta đã làm tốt nhất rồi, hơn nữa người bên kia cho dù là bị ta giết chết, thì phần lớn vân bảo lưu lại đầy đủ thi thể. Cũng là vì bọn họ mà suy nghĩ đó. Nhưng nếu đã làm như thế mà bên kia thân nhân vân gặp phải. Độc thủ. Ta đây cũng thật sự không có biện pháp khác ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Dạ, tất cả mọi người là vui lòng phục tùng, là một người người lãnh đạo. Sở Dương có thể đặt mình vào hoàn cảnh của thuộc hạ mà suy nghĩ tỉ mỉ như vậy, mọi người sớm đã là cảm kích không thôi. Chúng ta thực lực bây giờ không mạnh, không đủ cùng đối phương chính diện quyết chiến, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta có thể giết về Mạc Vân Thiên, tìm nguyên thiên hạn đòi khoản nợ máu này, hơn nữa có thể đón được thân nhân trở về. Sở Dương thở dài ra một hơi nói, cho nên chư quân, xin hãy cố gắng lên. Mọi người trầm mặc nhìn theo bóng sở dương, vắt tay rời đi mà trong lòng vân quanh quẩn lời sở dương nói. Ở thời loạn thể này thực lực mới là chỗ căn bản. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng ấm áp, kể tỏ khi gặp chuyện không may tới nay, họ vân lo lắng đến việc người trong nhà bị hại, vân lo lắng đề phòng, ngủ bất an, ăn không biết ngon. Nhưng sở dương vừa nói ra, mọi người lại đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn hơn. Có hy vọng mới có ước mơ, có phần ước mơ này rồi mới có được động lực tiếp tục hành động chuyên chúng ta bận tâm chuyên có thể làm trang chủ đà đều đã nghĩ đến và cũng làm rồi hơn nữa còn làm đến cực hạn rồi nếu đã làm như vậy mà bên kia còn xảy ra chuyên đó chính là thật không có biện pháp lo lắng vẫn là lo lắng nhưng thủy chung là ngoài tầm tay với sở dương ra ngoài lại khôi phục lại dáng vẻ của một thiếu niên bệnh hoạn làm cho trong viện tất cả đều là mùi thuốc với mùi thuốc nồng nặc như vậy trong vòng một ngày có không dưới mấy trăm đạo thần niệm thăm dò hoặc là tới cửa xem xét, nhưng vừa nhìn thấy một thiểu niên sống không được mấy ngày nữa sẽ chết, vì bệnh lao thì toàn bộ cũng mất đi sự hăng hái. Giờ phút này, sắc trời đã gần buổi trưa. Sở dương như cũ không ngừng ho khan, khó khăn leo qua đại môn, không người đi ra ngoài, đi về phía chợ bán thức ăn. Hàn phong xào sạc thổi lên, trên người của hắn khiến bộ quần áo cũ bạc phách theo gió phiêu động, nhìn rất thê lương. Ai thấy hắn cũng là không nhịn được mà thở dài một tiếng, hiểu niên bạc mệnh, há có thể không thán. Chương 2062, kiếm chủ ra oai. Người thiểu niên kia sau khi rẽ mấy vòng thì lặng lẽ tiến vào đám đông người trong chợ. Từ một con đường tát trong chợ, Sở Dương rõ ràng cảm giác được không có bất kỳ một cổ thần niệm nào chú ý, tới nơi này, trong lúc bất chợt tự thân thần niệm trong nháy mắt tỏa ra khắp nơi, bao phủ trong chu vi ba trượng. Ở trong phạm vi đạo thần niệm này, bất luận kẻ nào đều không thể thẩm thấu vào, nhìn không thấy tới, nghe không được, Sở Dương nhanh chóng đưa tay đánh ra một chảo, cả mặt đất trong nháy mắt bị hút lên, thổ tầng sâu ba trượng, thổ tầng phía trên nhất vẫn dính với tảng đá, trên tảng đá còn có rau quả, phân ngựa. Sở Dương lắc mình chui vào, chợt lóe rồi biến mất. Mặt đất chừng hơn một trượng chu vi kia lần nữa vô thanh vô tức chìm xuống, một lần nữa cùng hai bên phòng ốc hòa hợp như bình thường, không người nào biết ở chỗ này lại đã từng xuất hiện một cái thông đạo. Ở chỗ này đã có một người sống từng biến mất, không chi là bởi vì phương thức ẩn náu này quá mức vượt quá lẽ thường vượt xa thường quy cùng bởi vì nơi này thật sự quá đô nát nghèo quá thế cho nên thi thoảng mới có một kẻ lang thang đi qua xem một chút không có ai mới tụt quần ra mà đái đường dĩ nhiên kẻ lang thang kia cùng không chú ý tới nước tiểu của hắn rất nhanh chóng thẩm thấu xuống hắn chẳng qua là rất nhanh sảng khoái ngẩng đầu lên thở dài nhất phái hưởng thụ xong chuyện liền rồi đi sở dương một thân áo đen ở trong lòng đất nhanh như tia chớp cấp tốc xuyên qua tuy nhanh chóng như vậy nhưng lại không phát ra thanh âm gì sau khi cảm ứng động tịnh phía trên cuối cùng đã tới đầu bên kia từ một căn nhà hoang vu sở dương ló đầu ra cảnh giác quét qua quanh mình mấy lần sau khi xác nhận là không có dị thường lúc này mới phi thân mà lên nhưng ngay sau đó thân thể sư một tiếng liền bay lên trời cao bản thân thần niệm không che giấu nữa mà ẩm ẩm phát ra bao phủ xuống sở dương luân phiên dưới cơ duyên xảo hợp tự thân tu vi tiến nhanh Vừa vào cấp thiên nhân cấp đã trực tiếp đạt đến thiên nhân tầng thứ sơ cấp đinh phong tổng hợp lực chiến đấu đà không dưới thiên nhân tầng thứ đinh cường giả. Bất quá so sánh về thần niệm tu vi thì thiên nhân tầng thứ đinh cường giả vẫn thua kém hắn rất nhiều. Thần thức của hắn vốn gặp được kỳ ngộ mà cường hàn trí cực giờ phút này tiến bộ lại càng khoa trương. Nhờ vào cửu trọng thiên thần công và cửu trọng bất đồng thuộc tính thần niệm gia thành thần niệm hôm nay có thể nói là khổng lồ trí cực không dưới thánh nhân trung cấp trình độ thần niệm khổng lồ cường hàn như vậy hiện tại ở cô trúc thành mà nói trên căn bản chính là gặp thần sát thần gặp phật giết phật không người nào dám ngăn chặn thần niệm khổng lồ như thể như che trời đắp địa toàn bộ phương vị bao phủ cả cô trúc thành sở dương khóe miệng hàm chứa cười lạnh cẩn thận mà nhanh chóng phân biệt xác định hết thảy thứ mình muốn khi cổ thần niệm này trong nháy mắt lướt qua chỗ thái tử ra ngủ lại trong khách sạn đều là thánh nhân tầng thứ cường giả hồ thúc thúc mã thúc thúc hai người đồng thời biến sắc ai vậy lại có siêu cấp cường giả như vậy giá lâm cô trúc thành. Hai người không hẹn mà cùng triển khai tự thân thần niệm, muốn tới tiếp xúc nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra, thần niệm của mình lại không thể đến gần đối phương. Cái này có ý vị như thế nào? Hai người nhìn nhau hoảng sợ. Lại có chuyện bực này, hai người cùng một thời gian thu liềm tự. Thân thần niệm, đối phương dò ràng cho thấy là không muốn bị dò xét, đây là khẳng định. Nếu hai người mình tùy tiện mạnh mẽ dò xét mà chọc giận đối phương, tự nhiên có thêm một địch nhân cường đại như vậy, hơn nữa cạnh mình còn có thái tử gia cần chiếu cổ. Vậy là phiền toái có thể to lắm. Nhưng sau một khắc, hai người lại có phát hiện mới, cổ cường đại thần niệm kia sau khi tìm tòi một vòng, tựa hồ không mục đích hướng quanh thân khuếch tán một chút, nhưng ngay sau đó lại đột ngột biến mất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần niệm này vội và như vậy, tới lui không dấu vết, tất nhiên là cổ quái, hai người cùng một thời gian lau mồ hôi lạnh trên đầu, hồ thúc thúc sợ hãi hỏi lại nói, người kia là ai? Phải biết là người đã đến thánh nhân, tầng thứ trở lên đều không phải là hạng người vô danh, mà cho dù đều là thánh nhân tầng thứ cao thủ, thánh nhân sơ cấp cùng thánh nhân trung cấp có một khoảng cách tương đối. Trừ phi như kiếp nạn thần hồn có bất tử bất diệt tính chất đặc biệt, nếu không, thánh nhân sơ cấp thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh nhân trung cấp cường giả. Như Hồ Thúc Thúc và Mà Thúc Thúc là hai đại thánh nhân sơ cấp cường giả, nhưng giáp tay nhau xuất thủ cùng chưa hẳn là đối thủ một chiêu của một vị thánh nhân trung cấp cường giả mà thúc thúc vẻ mặt ngưng trọng nói người này có thể là người mặc vân thiên không mặc vân thiên đế xuất động cao thủ như vậy sao không đến nỗi đâu hồ thúc thúc có chút hồ nghi nói cũng khó nói lắm mà thúc thúc thở dài thật sâu nói nếu quả thật có cao thủ như thế ra mặt sở dương kia lần này chỉ sợ là chạy trời không khôi nắng ngay cả hai người bọn họ liên thủ cũng không địch lại chỉnh là một cái sở dương có thể có làm được cái gì đây trong phòng đàm đàm một mắt lớn một mắt nhỏ hai con mắt mạnh mẽ lóe sáng một chút cổ thần niệm này mặc dù cường đại trí cực dường như vô biên vô hạn nhưng đàm đàm vẫn từ đó cảm nhận được một tia rất quen thuộc là sư huynh sư huynh lúc nào đã trở nên cường đại như vậy mạnh đến nổi có chút quá không hợp thói thường đi đúng dương dương ngang hắn quả nhiên ở chỗ này đàm đàm đột nhiên cảm giác trong lòng nóng bỏng sư huynh sư đệ ta tới giúp ngươi đây tạ đan phượng tiểu bì nương kia lao tử đà đến tìm ngươi rồi cảm động không thân thể Sở Dương như sao băng rơi xuống đất, từ trên cao cực tốc rơi xuống, mục tiêu đã minh xác, trong minh mông lạnh thấu xương sát ý còn mang theo vẻ vô hạn ưu nhã thong dong. Giờ khắc này, Sở Dương tâm như sắt đá, phải giết, Sở Dương cho tới bây giờ cũng không phải là người hiểu sát, nhưng lần này, hắn tất nhiên đã muốn chủ động huy vũ đồ đao, đích thân chém giết tất cả đối thủ ở chỗ này. Không có lý do gì năm thậm chí là không có ân oán gì, chỉ có một thực tế, địch không chết, ta chết, là đơn giản như thế đơn thuần như thế đây vốn là giang hồ thiết huyết định luật mục tiêu lần này của sở dương là một đại viện trong thành nơi này vốn là nhà của một phú hộ khi sở dương xuất ngoại đi quan sát động tình cũng mấy lần đi qua nơi này nhưng ngắn ngủn trong một canh giờ cùng đà đổi người hơn nữa hiện tại người ở bên trong đã an trí xong về phần người nhà phú hộ cũng không ai thấy ra cửa chính là cứ như vậy mà trống rỗng biến mất vì sao biến mất tiêu mất đi nơi nào sở dương trong lòng hiểu rõ tin tưởng là cô trúc thành chủ kia lúc này chỉ sợ trong lòng cũng sáng như tuyết. Nhưng yêu hậu, có chỉ, phân phó tận lực tạo điều kiện cho người mặc vân thiên tới, đối với loại chuyện này hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhấm con mắt. Huống chi người bị giết nói cho cùng Thủy chung là nhân tộc, không phải là yêu tộc. Ngay tại lúc này, thật sự không thích hợp truy cửu cái gì. Sở dương cùng vị phú hộ này tự nhiên cũng không quen biết, từ đáy lòng cùng không có bao nhiêu tâm tư báo thù. Nhưng hiện tại những người cư ngụ ở trong nhà hắn lại phải chết, coi như là báo thù đi, hay là nói, mục đích bất đồng, kết quả như một. Sở Dương Lăng không chăm trượng đưa mắt nhìn xuống đầu bên kia, hắn có thể dò ràng nhìn thấy những người này ở trong viện bận rộn, thỉnh thoảng lại có người chú ý đến phía ngoài lộ ra vẻ cảnh giác khá Sở Dương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh như băng, tựa như diều hâu săn mồi lướt xuống. Người còn chưa rơi xuống, kiếm cương biển thành chiêu đồ hết thiên hạ thì đà sao cuồng quyển ra. Kiếm khí trong phút chốc đà bao phủ cả đại viện, hẳn là công kích phạm vi lớn. Phốc phốc phốc, vô số kiểm khí lạnh thấu xương đột ngột phủ xuống, ở chung quanh bay múa, vô kiên bất tồi, coi như là tường đá cứng rắn kia cũng bị chém nát. Về phần đình viện chống trải càng thêm là kiếm khí tung hoành, địch tập kích, có người thét dài, không nghi ngờ chút nào, đây là chuyển đi tin tức. Sở dương đối với cái này sớm đã có tâm tư chuẩn bị, căn bản hoàn toàn hờ hững, một kiểm xuất thủ nhưng ngay sau đó thân thể giống như như cơn lốc cuốn xuống. Một thanh cửu kiếp kiếm kinh thiên động địa mà đại khai sát giới, đây không phải là thể lực ngang nhau đối chiến mà là một phương diện máu tanh chu diệt. Với thực lực gần như thiên nhân cấp đỉnh lại có cửu kiếp kiêm lam phụ, sở dương lúc này mà nói cũng không đối thủ. Trước sau chẳng qua là ngay lập tức, trong đại viện đà tràn đầy thi thể, máu tươi và phần còn lại của chân tay đã bị cụt vương vãi chung quanh. Một ngày còn chưa quá ngọ, sở dương đà trước sau triển khai ba lần ám sát. Cái này cùng dự kiến của Mặc Vân Thiên Ba đại môn phái tranh lệch khá nhiều. Ai có thể nghĩ được, đao phủ máu tanh kia sau hai lần tuyệt sát vẫn không tạm thời thu tay lại, hơn nữa lại lựa chọn lúc giữa trưa này mà đến tập kích. Đây là sự can đảm khí phách bực nào, lớn lối bực nào, gió thu vẫn xào sạc, giữa trưa sáng giò. Nắng vàng ấm áp lòng người, nhưng ở trong không khí ấm áp hợp lòng người này, sở dương lại mang theo lạnh lẻo sát cơ đột ngột phủ xuống, khiến cho những người này cảm thấy trong lúc nhất thời như rơi xuống hầm băng. Trong phòng, giờ phút này cũng có không ít ngổn ngang thi thể, đó là những người bị kiểm khí xuyên thấu tường đá, bất ngờ không đề phòng mà chết. Có thể nói, những người này chính là bị chết không rõ nhất. Còn có một số người đang từ bốn phương tám hướng lao tới đây, có người lớn tiếng gào thét nhào tới, không để ý tánh mạng của mình cùng muốn ngăn sữa dương. Một vị thiên nhân cấp cao thủ, lấy thân ngự kiếm, lăng không mà đến, khí thế mười phần. Quanh hắn có bảy tám thánh cấp đỉnh cao thủ công kích mà lên, phấn đấu quên mình. Vào giờ khắc này, tất cả đều là lấy mạng đối mạng mà chiến đấu, Sở Dương khàn khàn cười lạnh nói, liều mạng a, à? xin lôi không tiếp được. Trong nháy mắt kiểm khí xông lên trời, chẳng qua là cùng vị thiên nhân cấp cao thủ kia trên không trung va chạm một hơi, rồi ngay sau đó, liền dựa thế trở lui, mang theo một đạo kiếm quang bay thẳng đến chân trời, chi chợt lóe lên thì đã biến mất bóng dáng. Phốc, vị kia thiên nhân cấp cao thủ cả người đầy máu rớt xuống mặt đất, kiếm của hắn mới vừa va chạm với kiếm của Sở Dương đã biến thành sắt vụn, hoàn toàn không có đường kháng cự nữa, ngay sau đó lại bị sở dương, gọn gàng đâm lên trên người 10 bay 18 cái lỗ thủng. Lúc này hắn mà chưa chết thì có thể coi là tu vi kinh người, công tham tạo hóa rồi. chương 2063, dưới thánh nhân ta là đệ nhất. Phía Tây, thiết kiếm môn đại trưởng lão đang dẫn người vội vả mà đến, khoảng cách đại viện cũng chưa đầy trăm trượng. Xong liền tại lúc này lại thấy phía trước thanh âm chiến đấu đột nhiên im bặt, chẳng lẽ địch nhân đã chạy. Nhiều người như vậy mà ngay cả chút thời gian như vậy cùng chồng đờ không được sao. Người nọ thực lực quá cường hắn mà xem thời cơ cũng nhạy cảm như thế, không thể cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Đang lúc đại trường Lào trong lòng vội vã, thì trong lúc bất chợt một bóng đen chợt hiện thân ở trước mặt, nhưng ngay sau đó chính là một tòa kiếm sơn từ trên không trung đột nhiên rơi xuống. Kiểm sơn này tới quá đột ngột, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, thế tới phải tuyệt sát. Hôm nay sở dương đã đột phá tới thiên nhân cấp tầng thứ, uy lực phát ra quả thực chính là không thể tưởng tượng được, ít nhất đà ra ngoài phạm vi mà võ giả cùng tầng thứ có thể chống lại được. 36 chiêu cửu kiếp kiếm pháp. Sở Dương từng chiêu một thi triển ra, mỗi một chiêu cùng dùng tới kiếm cương gia trì, đơn thuần là kiếm cương cũng đã vô kiên bất tồi, cộng thêm cửu kiếp kiếm cường thể thôi phát, còn cộng thêm cửu trọng thiên thần công tinh diệu vận dụng, hơn nữa còn được chín cái đan điền vô hạn lượng cung ứng, nhất là cửu kiếp kiếm chủ trong lòng có khôn cùng vô tận sát khí, cứ như vậy, uy lực có thể phát huy ra quả thực chính là kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp. Đại trưởng lão theo bản năng rút kiếm nghênh chiến nhưng kiếm mới vừa vào tay lại nhớ ra đây, cũng không phải là hơn 10 vạn năm thần binh lợi khí mình lúc trước sử dụng, chăng qua là sơ xây, như vậy mà tòa kiểm sơn này đã thật thật nện vào giữa đám người. Đại trưởng lão gào thét một tiếng, ngự kiếm bay lên, hướng theo bóng đen giữa không trung truy theo, cầu có thể cuốn lấy tên đồ tể kia, nhưng chỉ thấy được bóng lưng địch nhân càng ngày càng xa, không ngờ là một kích phải trúng, vang dội ngàn dặm, không khỏi trong khóe mắt nỗi căm phẫn trào lên. Phương thức hành động của Sở Dương rất đơn giản và rất thuần túy, chi điểm một chiêu, cùng chi ra một chiêu mà thôi. Bất kể ra chiêu đắc thủ hay không, tuyệt không ham chiến, lại mượn dư âm lực một chiêu này mà lui, tuyệt không ngừng lại. Nếu là địch nhân bình thường thì chỉ cần hơi tiếp xúc mà lui lại, thì hiệu quả có lẽ không có gì lớn, ngay cả có tổn thất thì cùng có hạn, nhưng ai bị vị thiên nhân cấp cửu kiếp kiếm chủ này sử dụng cửu kiếp kiếm, cùng cửu kiếp kiếm cương hơi tiếp xúc rồi lui thì hiệu quả cùng vô cùng chí mạng, thậm chí có thể là vô hạn chí mạng, cũng chỉ là vừa tiếp xúc, như vậy mà đã có bảy tám chục người vĩnh viên nằm lại ở nơi này. Những người thiết kiếm môn may mắn còn sống sót đều ngây người như phỗng. Lúc trước do không có nhiều sự chuẩn bị, không có bao nhiêu sự đề phòng, không có quá nhiều cảnh giác nên chống đỡ không được cùng còn có lời để nói. Nhưng lần này cơ hồ chính là vạn toàn chuẩn bị. Người có thực lực mạnh nhất là đại trưởng lão đứng mũi chịu sào, nhưng coi như là như thế cũng không có thể ngăn được công kích của đối phương. Ngược lại bị đối phương đại sát một trận rồi thong dong rời đi. Cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian, đội ngũ Trinh Tê đã biên thành đầy đất huyết nhục, nếu cứ như vậy thì chẳng phải sớm muộn gì cũng bị địch nhân giết, hôm nay đây là lần thứ tư tập kích rồi. Sở Dương trong lòng yên lặng đếm mà cả người vẫn như tia chớp cực tốc, bay đi. Tại Bắc Phương, Quỷ vực đại trưởng lão mang theo nhiều nhân thủ nhất, Thanh thể tự nhiên cũng lộ ra vẻ to lớn nhất. Nhưng nhiều người thì thật tốt sao? chưa chắc mất thấy muốn đi vào khu vực lúc trước có tiếng động kia thì trong lúc bất chợt phía trước có một đạo kiếm quang lóe sáng ánh mắt vừa phát hiện ra đạo kiếm quang kia thì nó đã biến thành mặt trời nhô lên cao sáng trói vô pháp nhìn thăng vào một cái thanh âm trầm ổn mà lạnh lẽo nói kiếm chủ thiên hạ hàng lâm ai có thể ngăn chặn nhưng ngay sau đó đạo kiếm quang chói mắt kia liền biến thành hạo hạo đáng đáng trường giang sông lớn trường giang ba điệp một lóp sóng lớp lớp sóng quỷ vực đại trưởng lão thất kinh quát lên nói, mọi người để ý, lập tức mau tránh ra hai bên. Vừa nói liền dắt kiểm ra nghênh đón. Trong đội ngũ này lão có tu vi cao nhất, giờ phút này binh hung chiến nguy. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, lao ra làm đầu tàu gương màu đạo kiêm quang không thê đôi phương hướng. Phẳng phất hoàn toàn không có hoa giả cùng quỷ vực đại trưởng lão hung hăng va vào nhau. Chi nghe đại trưởng lão quát to một tiếng nói, khốn kiếp. Rút lui, một đạo kiêm quang này cũng chỉ có thanh thê dọa người chứ vốn, cũng không phải là chủ lực hắn đoán không sai, một đạo kiểm quang này chỉ đơn thuần là kiểm cương, mặc dù cũng tịnh không phải là hoàn toàn dọa người nhưng lực sát thương là có hạn, nhất là đối với cao thủ mà nói, căn bản không thể tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Về phần sở dương, thì bản thân đã sớm khống chế cửu kiếp kiểm ngang nhiên sông ào vào trong đám người. Chu diệt tái khởi, cửu kiếp vung lên. Lần này, sở dương hoàn toàn không nương tay, từ nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, một đường không ngừng huy vũ xuống, mãi cho đến chiêu chém sạch thiên hạ không thu đao. 36 chiêu, lần nữa dốc toàn bộ lực lượng thi triển ra. Chín cái đan điền của sở dương tong thời gian cực ngắn bị trừ rút hết lực lượng. Cuối cùng, một cái quang cầu sặc sờ lấp lánh to lớn ở trong đám người nổ tung lên, mà biến thành ngập trời kiếm khí sông lên trời, tung hoành bay vụt. Nhưng ngay sau đỏ lột xác biển thành một con vô kiến bất tồi cùng long, từ trong đám người chính diện một đường đột tiến, thế không thể đờ. Nơi nó đi qua, vô số đầu người quay tròn bay lên cáo, phần còn lại của chân tay đà bị cụt cụt nằm la liệt, phía trước nhất nơi thi thể đoạn cụt còn chưa có bay đến kia, kiểm quang sặc sờ lấp lánh đà như nộ long từ phía sau đội ngũ xuyên ra, một đường cũng không quay đầu lại, hư một tiếng, biến thành một điểm sáng rực rỡ. Nhưng ngay sau đó lại vô thanh vô tức biến mất. Quỷ vực đại trường lào cả người run rẩy, cơ hồ muốn hộc máu. Đối phương sử dụng kiếm cương, mặc dù uy lực không lớn nhưng vẫn thành công cản trở hắn được chốc lát, để cho hắn có một thân thánh nhân sơ cấp tu vi, mà căn bản vô năng cứu viện người cạnh mình đợi đến khi hắn hoàn toàn đánh tan kiếm cương, vừa muốn xoay người lại xuất kích thì lại chi thấy được bóng lưng đối phương viễn độn, đuối không kịp, duy chỉ có một cái thanh âm khàn giọng truyền đến nói: hai ngày này người chết thuộc về quỷ vực thật sự quá ít, hôm nay cố ý tới để bổ sung. một tiếng cười khàn khàn tựa hồ từ bốn phương tám hướng, từ vô số địa phương liên tiếp vang lên, sau đó quay về vắng lặng không tiếng động. bọn chuột nhắt, người lưu lại đi, cùng lão phu quyết tử chiến. quỷ vực đại trường lão ngửa mặt lên trời giống to thanh âm thê lương như lệ quỷ vậy. Tuy nhiên đối phương không trả lời, hiển nhiên đã sớm đi xa rồi, chờ lúc nhìn được tổn thất tại hiện trường, quỷ vực đại trưởng lão thật sự là khí huyết công tâm, đỏ bừng cả khuôn mặt ho khan một tiếng. Cố nén mới không có học máu, đối phương vừa đến vừa đi một lớp công kích mà nhân, mà ba cái tiểu đội hội hợp cộng lại 1200 người, thế nhưng nay đã ít đi hơn 800 người. Trên mặt đất huyết nhục chảy thành nhiều tầng. Phốc 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 phốc. Cho tới giờ khắc này, phần thi thể bay lên giữa không trung cùng đầu người mới rối rít rớt xuống, rơi vào máu huyết trên đất mà phát ra ra thanh âm trầm muộn. Mọi người ngây người như phỗng. Địch nhân hung hãn tàn nhẫn như vậy, làm sao bây giờ? Lần thứ năm, Sở Dương một lần nữa trở lại thầm nói, thân thể vô ý thức lảo đảo một chút, cơ hồ muốn ngã xuống. Cả người, tất cả lực lượng cơ hồ hết thảy đà bị rút hết. Chân chính không còn sức nữa, mới vừa rồi đầu tiên là thi triển kiếm cương cuốn lấy người tu vi cao nhất là quỷ vực trường lão, sau đó liên tục xuất cửu kiếp kiếm chiêu. Đồ lục liên tiếp ba phân đội nhỏ, nhìn như chiến tích huy hoàng, kỳ thực đã là đem toàn bộ tu vi cực hạn tiêu hao hết rồi. Nếu như không phải là cửu trọng thiên thần công thần diệu vô cùng, tốc độ khôi phục hơn xa công pháp bình thường, còn có cửu kiếp không gian bơm ra khổng lồ linh khí trợ giúp, chỉ bằng vào bản thân sử dương thì chỉ sợ chống đỡ không được nữa. Trong vòng một ngày, đối mặt với cao thủ như mây mà liên hoàn năm lần tập kích, nếu tính cả buổi tối lúc trước phát động hơn 10 lần công kích kia, thì chẳng khác gì là, trong vòng một ngày trước sau phát động công kích đen gần 20 lần, lấy lực lượng một người. Một ngày một đêm mai táng đến gần 4.000 tên đinh cấp cao thủ. Gần 4.000 cao thủ ít nhất cùng đã đạt tới thánh vị trình độ. Chiến tích huy hoàng như vậy, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, nhìn quanh tất cả thiên nhân cấp cao thủ. Ngay cả thiên nhân cấp đinh cùng tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể làm được. Đúng như lời sở dương nói, dưới thánh nhân ta là đệ nhất. Chuyện được copy tại những lời này tuyệt đối không phải là bốc phét. Hơn nữa, coi như là so sánh với ngay cả thánh nhân, sơ cấp cũng không nhất định có thể có được uy lực khủng bố như vậy, chiên tích kinh người như vậy, ở trong địa đạo đợi một hồi và thờ dốc, sở dương cuối cùng hoi khôi phục được một phần nguyên khí. Lúc này mới chậm rãi hướng về một mặt khác đi tới. Đến đầu bên kia, hắn cẩn thận dụng thần niệm dò xét một chút về động tịnh phía trên, sau khi xác nhận cũng không dị dạng sở dương hít sâu một hơi, đem mặt đất chậm rãi nâng lên, đang muốn phi thân lên, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy có giọt nước từ trong khe hẹp từng tí chảy xuống. Chẳng lẽ bên ngoài đột nhiên trời mưa rồi? Sở Dương nhíu mày, theo bản năng ngửi ngửi, đột nhiên Sở Dương cảm giác được một cổ mùi tanh tưởi. Mùi vị này thân là nam nhân Sở Dương thật sự quá không xa lạ gì. Còn mẹ nó, người nào ở chỗ này đi tiểu? Sở Dương hô to xui, không cẩn thận để nước tiểu lọt vào trong miệng. Người nào thất đức như vậy? Chẳng lẽ vận rủi của lão tử vẫn chưa xong sao? Sở Dương tức giận thân thể chợt lóe lên lao ra. Một thiếu niên sắc mặt tái xám, thân thể gầy gò gầy yếu vạn phần cúi đầu đi ra ngoài, hắn dùng chút thủy vân tệ hình như là còn sót lại mua chút đồ món ăn và mua mấy cái bánh nướng bánh bao đã nguội lạnh, một đường lạnh, run rán sát vào góc tường đi về. Đi được hai bước lại ho khan một trận, ho khan đến mức tê tâm liệt phế. Thân ảnh gầy yếu kia ở trong gió thu gào thét làm ai nhìn thấy đều thương tiếc. Ai có thể biết được, thiếu niên gầy yếu này, dúm gió này làm ai cùng thương tiếc này mới vừa lúc trước còn một người một kiểm chu diệt mấy ngàn tên cường giả là đao phủ máu tanh hiện tại chính là vương giả trở về đi ra khỏi khu dân nghèo và chợ bán thức ăn sở dương một lần nữa trở lại con đường kia hắn thấy có vô số bóng người tán loạn vô số người đỏ hồng mắt chạy tới chạy lui tìm kiếm cái gì vừa tìm kiếm vừa không ngừng mắng chết tiệt thằng khốn kiếp tên đao phủ trời đánh lòng dạ độc ác xúc sinh sở dương mới vừa dán sát chân tường đi tới lúc đang sắp đi tới, cửa nhà mình thì trong lúc bất chợt có một người tốc độ cực nhanh lao tới, hai bên bất ngờ không đề phòng mà chợt đụng vào nhau. Chương 2064, hảo nhân có hậu báo. Ở trước mắt bao người, thiếu niên gầy yếu đáng thương kia hét thảm một tiếng rồi giống như diều đứt dây bay ra ngoài rồi té lăn trên đất, chật vật không chịu nổi, trong tay đồ ăn là bánh bao và bánh nướng cứng như đá, cũng rơi vung vãi trên mặt đất. Người từ góc tường đột nhiên lao ra là một hán tử áo đen, trên ngực áo có thêu một cái đầu khô lâu, đó chính là một quỷ vực cao thủ. Lúc trước hắn toàn tâm nhanh chóng đi vào để tìm tòi tung tích địch nhân, đột nhiên lại cảm giác được mình đụng vào cái gì, nên theo bản năng vung song trưởng che ngực, lấy thể vạn toàn. Nhìn chăm chú lại thấy người mình hất bay đi lại là một thiếu niên nhìn rõ ràng là, thiểu dinh dưỡng bệnh hoạn thì không khỏi quát to một tiếng nói, xui xẻo. Sớm biết là một tên như vậy, mình còn phải sợ cái gì mà ra thế vạn toàn. Hắn không khỏi tức giận tỏ một tiếng rồi tiện tay ném xuống một tử vân tệ, đồng thời quát lên nói, cút đi. Lần xuất thủ này nhìn như bố thí kỳ thực lại là giết người. Một quả tử vân tệ này hướng về phía cổ thiếu niên kia thẳng tắp bay đi. Lúc này, thiếu niên kia tự hồ là bởi vì bị đụng vào, thống khổ rên rỉ một tiếng rồi nghiêng nghiêng đầu đi, tử vân tệ kia sạt qua cổ hắn mà rơi trên mặt đất. Kinh lực trên tử vân tệ khiến cổ của hắn rách ra một đạo vết máu, thiếu niên kia không nhịn được hét thảm một tiếng, cả người phát run. Di, Quỷ vực cao thủ kia cao mày lẩm bẩm mắng nói, thằng khốn kiếp này vận khí cũng không tệ coi như tiện nghi ngươi nói xong liền xoay người đi mà không phát hiện ra có một đạo thần niệm như có như không đã sớm bám vào trên người hắn có người hảo tâm nhìn thấy quỷ vực cao thủ kia đã đi xa thì mau đi qua đỡ thiếu niên người yếu kia lên sở dương run rẩy luôn miệng nói cảm ơn mấy người kia thấy sở dương trên người mặc dù mang thương tích nhưng tinh thần hoàn hảo cuối cùng là may mắn trong bất hạnh mà lắc đầu than thở và tránh ra tuy nhiên không quên đem một tử vân tệ kia nhặt lên mà bỏ vào trong tay sở dương thiếu niên mạng khổ bệnh yếu như vậy mà lại cũng có người bắt nạt chẳng lẽ thương thiên thật sự không có mắt sao nhưng bọn hắn là bình dân dân chúng nhiều nhất cũng chỉ dám làm đến một bước này ngay cả mắng ra lời cũng không dám bạn đang đọc truyện tại đây không phải là hèn yểu mà là một sự bi ai của người ở tầng dưới chót mắng ra thanh âm thống khoái thì thống khoái nhưng có thể có tai họa mạng những người này ở trong mắt những kẻ mạnh kia được coi là cái gì đây họ cũng chỉ có thể nén giận hoặc là nhìn thấy người cùng cảnh ngộ thì có thể giúp đỡ một chút trừ cái đó ra, thật sự là, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không dám làm. Sở dương ánh mắt lấp lóe, đem tử vân tệ kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Sở dương rõ ràng cảm giác được trong lòng bàn tay tử vân tệ, kia chuyển đến một cổ nhiệt lưu. Hắn vịn tường, đem những thức ăn kia nhặt lên rồi lào đào tập tễnh trở lại nhà, đóng cửa thật chặt lại. Phía ngoài, nhìn thấy hết thảy cảnh này, đám tiểu nhị trong dược phô, ai nấy cũng không khỏi phát ra một tiếng thở dài đầy đồng tình. Tiểu gia hỏa như vậy bị bắt nạt mà cũng không dám chửi một tiếng. Đúng vậy, đổi thành mình, chẳng phải cũng không dám mắng sao? Tuy nhiên tại một nơi không có ai nhìn thấy cách đó mấy trăm trượng, tên quỷ vực cao thủ lúc trước đụng vào Sở Dương, kia trong lúc bất chợt cảm giác mình khó thở. Tựa hồ có một bàn tay to lạnh như băng đang gắt cao túm ở trên cổ của mình, không ngừng tăng lực, không ngừng bóp chặt. Người nào vậy? Hắn hoảng sợ vạn phần lớn tiếng quát hỏi. Tuy nhiên bốn phía rõ ràng không có gì cả nhưng trên cổ lại bị gắt cao túm chặt đến nỗi, không thể hô hấp được lại là làm sao. Mặc dù hư ảo nhưng cảm giác này càng ngày càng chân thật, càng ngày càng thật sự. Sau một khắc, một đạo khói đen ở trước mặt hắn trống rỗng dâng lên, một cái đầu khô lâu rõ ràng bày ra, nó u ấm cười lạnh nói, đồ hỗn trướng. Ngươi cư nhiên lớn mật như vậy, ngươi có biết ngươi đã đắc tội với người nào không? Vị quỷ vực cao thủ này tâm thần run lên, đột nhiên nhớ lại một vật trong truyền thuyết mà không khỏi hoảng sợ vạn phần thất thanh nói, kiếp nạn thần lời còn chưa nói hết, đã bị lực lượng kia vặn gãy cổ, chỉ còn lại một cái thanh âm u ám nói, đại bổ vật, mùi vị không tệ. Ngay sau đó, trận khói đen kia lặng lẽ phiêu tán. Buổi tối hôm đó, những người ở trên con đường này đều phát hiện ra, trong nhà mình lại không giải thích mà có thêm một túi tiền, bên trong có thủy vân tệ, có tử vân tệ, thậm chí có cả tử hà tệ. Có người đang nấu cơm thì phát hiện ra, có người buổi tối lúc đi ngủ vén chăn lên thì phát hiện ra một túi tiền, còn có người trực tiếp tại trên bàn ăn cơm phát hiện ra, bên trong đều không ngoại lệ đều có một tờ giấy nho nhỏ viết người tốt có hậu báo tất cả ai nhận được số tiền này cũng giữ kim bí mật này không bởi vì cái gì khác mà là bởi vì số tiền kia thật sự quá lớn một khi chuyển đi sợ rằng người nhà mình đầu tiên sẽ gặp phải tai họa rước lấy tai nạn không cần thiết có quá nhiều tiền có đôi khi không phải là vận khí mà là tai nạn chẳng qua là trong nhà mỗi người cũng lén lút đặt một cái bài vị vô danh trên đó viết nói người tốt có hậu báo ân nhân vạn thọ vô cương những người này, nhà mỗi người cũng cứ cẩn thận theo nếp sinh hoạt cũ, nhưng chất lượng sinh hoạt lại mơ hồ được đề cao không ít, thậm chí, có ít nhà đã bắt đầu chủ tính, có nên cho hài tử đi học hay không. Không chỉ là những người này, ở nơi này, trong một thời gian tương đối dài, mỗi một nhà nghèo khổ, chỉ cần là an phận thủ thường không làm ác, cơ hồ đều nhận được một khoản tiền tài như thế. Mọi người thể thể đại đại cũng là nhận mệnh mà sống ở chỗ này. Thật ra thì cuộc sống như vậy, cha mẹ của bọn họ, tổ tông họ cũng trải qua được, Bọn họ cũng cho là, bọn họ cũng có thể cứ như vậy mà sống đi, con của bọn họ, cháu họ cũng như vậy thôi. Nhưng trải qua chuyện này rồi, hết thảy đều trong lúc bất chợt thay đổi. Người tốt có hậu báo, Thương Thiên cũng có mắt, cho dù Thương Thiên không có mắt, người vẫn có mắt. Chỉ cần ngươi cố gắng, tổng hội sẽ có hồi báo. Không ai biết, chính là một tờ giấy, một túi tiền đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều con người. Hoặc đúng như tờ giấy kia viết, người tốt tự nhiên sẽ có quả tốt. Một đêm này, Sở Dương Thủy Trung cũng không có trở về cùng đám Bạch Vũ Thần, hội hợp mà lấy thân phận bệnh lao thiếu niên ngủ trong căn phòng này, hết thảy cũng là như vậy, phảng phất như hắn vốn là thiếu niên kia vậy. Tối hôm đó, suốt một đêm Thủy Trung không yên tĩnh, chung quanh sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, ngay cả Sở Dương hóa thân thành thiếu niên bệnh yếu ở khu dân nghèo này, cũng có thể dò dàng cảm nhận được mưa gió nổi lên. Cái loại không khí bị đè nén này đã bao phủ cả tòa cổ trúc thành, buổi tối hôm đó, lại có trên dưới 100 người đột nhiên ly kỳ tử vong. Những người bỏ mạng này là người trong các môn phái, đều là đang ngủ mà bất chi bất giác chết đi, vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh. Thậm chí, sau khi tử vong vẻ mặt cũng là rất an tường, tựa như vẫn còn ngủ say vậy. Nhưng tuyệt đối không thể nào có nhiều người như vậy đồng thời ngủ mà chết. Hơn nữa, không thể nào có nhiều thánh cấp cao thủ đồng thời ngủ chết như vậy. Trong chuyên này, nhất định có kỳ hoặc nào đó. Đầu lĩnh ba đại môn phái lúc rạng sáng cùng gặp nhau. Chuyện tình này tuyệt đối có kỳ hoặc. Chuyên lần này rõ ràng không do tên đao phủ trời đánh kia gây nên, lần này lại là một loại tập kích bất ngờ khác. Nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào giải thích được, ngay cả người gần trong gang tấc cũng không có thể phát hiện ra. Đây rốt cuộc là tại sao? Là thủ đoạn ly kỳ nào mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Quỷ vực đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, từ mới bắt đầu không nói gì, đến cuối cùng mới đè thấp thanh âm nói: lần này chúng ta chỉ sợ là gặp phải đối thủ khó chơi rồi những lời này là như thế nào những người khác lại càng không hiểu chút nào cùng nhau hỏi lúc trước thần bí sát thủ kia mặc dù tu vi cũng cực kỳ cao thâm nhưng nói cho cùng chưa hẳn đa là người bên sở dương theo ta được biết trong những người này căn bản là không có người nào có tu vi cùng kiếm thuật như thể những lời này cũng không phải sai bọn họ bên kia người có tu vi sâu nhất là bạch vũ thần cũng tuyệt đối không được như vậy về phần sở dương ngày đó giết chết cửu thái tử Lúc ấy hắn sử dụng thủ đoạn căn bản là lấy sinh mệnh đổi lấy mạnh mẽ thực lực, hoàn toàn không thể sử dụng nhiều lần. Trong xương vẫn còn là một con tôm nhỏ, càng không thể có được thực lực như vậy. Cho nên chuyên ban ngày ta cũng không có quy cho đám người sở dương, mặc dù trong đó nhất định là có mối liên hệ nào đó nhưng cũng không phải bản thân bọn họ xuất thủ. Điểm này ta có thể khẳng định. Quỷ vực đại trưởng lão chậm rãi nói, nhưng ngày hôm qua ban đêm 118 người ly kỳ tử vong, lại làm cho ta nhớ lại một chuyên, một chuyên rất trọng yếu. Cái gì trọng yếu? Vài người khác chăm miệng một lời hỏi. Nhớ lại mộng vô nhai tướng quân đã từng nói. Sở dương kia trong tay có nắm giữ một kiếp nạn thần hồn. Mà mộng vô nhai tướng quân cũng là bởi vì quyết chiến với kiếp nạn thần hồn, nên mới bị thương nặng và đã không thể xuất thủ được nữa. Thế cho nên mới để cho đám dương nghiệt này trốn đi 8 vạn 8 nghìn dặm, cuối cùng chạy thoát. Vừa nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chính xác, thì ra là như vậy. Một ít sự khó hiểu cũng đã được giải thông. Như thế thì tối hôm qua kẻ hạ thủ tất nhiên là kiếp nạn thần hồn kia rồi, cũng chỉ có kiếp nạn thần hồn mới có thể có được thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như thế. Cái này, mộng tướng quân ngày đó chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì ra là như vậy, bản thân ta là cô lậu quả văn, vẫn chưa nghe nói quá. Hừ, chúng ta hiện tại đã là nhân vật bị trọng điểm quản chế, ai sẽ nói cho chúng ta những thứ này, nếu không phải lão phu còn có vị bàng hữu trong quân đội thì chuyên này cũng tuyệt đối không biết." Quỷ vực đại trưởng lão thờ dài nói. Nói cũng đúng nếu đối phương là kiếp nạn thần hồn, như vậy chúng ta nên ứng phó như thế nào? Nghe nói kiếp nạn thần hồn kia, bất tử bất diệt, bản chất đặc dị, thực lực rất mạnh, đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, địch nhân mạnh như vậy, chúng ta căn bản vô năng làm gì đư? C. Chương 2065, Thái tử ra sông sáo giang hồ. Kiếp nạn thần hồn trên một loại ý nghĩa nào đó đúng là giết không chết nhưng cái này lại không đại biểu cho việc hắn là vô địch. Quỷ vực đại trưởng lão âm u nói, bằng không, cái thế giới này chẳng phải hoàn toàn đã thành thiên hạ của kiếp nạn thần hồn rồi sao? Hắn quay đầu nhìn thiết kiếm môn đại trưởng lão nói, nghe nói mộng tướng quân lúc trước đã từng dùng phong lôi diệt, đả thương nặng kiếp nạn thần hồn. Thiết kiếm môn đại trưởng lão ngẩn ra nói, đúng. Đối phó kiếp nạn thần hồn, chỉ bằng vào quỷ vực chúng ta nhất định là không được. Quỷ vực đại trưởng lão thở dài một hơi nói, quỷ vực chúng ta công pháp thiên về âm hàn tử khí. Đối với kiếp nạn thần hồn mà nói, những đồ này ngược lại là đại bổ vật, nói cách khác kiếp nạn thần hồn là tồn tại khắc chế chúng ta nhất cho nên nếu muốn đối phó kiếp nạn thần hồn này cần người hai phái các ngươi gia đại khí lực mới được hắn nhìn thiết kiếm môn đại trưởng lão thản nhiên nói nghe nói thiết kiếm môn lịch đại bảo tồn một kiện trí bảo tên là quang minh hoàng ngọc tự ý khắc thế gian âm hàn tử linh vật lần này thiên sơn vạn thủy bôn ba lão hù không tin trong lúc sinh tử tồn vong này lại để nó ở lại tàng bảo khố lúc này là lúc chúng ta phải chung sức hợp tác Quý phái nếu có năng lực ứng phó, xin tận hết sức lực, cùng qua cửa ải khó khăn này. Hắn hít mắt cười, mà thiết kiểm môn, đại trưởng lão sắc mặt cũng đà trở nên giống như khổ qua mà than thở. Trong hai đêm một ngày này, ở trong cô trúc thành người ba đại môn phái phẳng phất như rơi vào địa ngục. Thời khắc đều có bóng ma tử vong bao phủ, mà cùng trong cô trúc thành, hai gia hỏa đàm đàm cùng yêu ninh ninh giờ phút này lại là khí thế ngất trời, vui mừng không không thôi. Yêu ninh ninh kiên quyết cự tuyệt không cho hồ mã nhị lão đi theo rồi cùng đàm đàm, lang thang ở trong cô trúc thành mà hồ thúc thúc cùng mã thúc thúc thấy đàm đàm lời nói cử chỉ làm việc mặc dù hơi vô lại nhưng cũng không phải là cái loại đặc biệt hồ nháo ít nhất những nơi hạ lưu dâm uể kia đàm đàm tuyệt đối sẽ không đi vào có điểm đại tiền đề này hai lão cuối cùng là hơi yên tâm chỉ đơn thuần sử dụng thần niệm bao phủ xác định phương vị mà cũng không hề đi theo một tấc cũng không rời nữa bạn đang đọc truyện tại dù sao cô trúc thành này diện tích không lớn cho dù thật sự gặp nguy hiểm lấy tu vi hai người làm sao cũng có thể chi trì được chốc lát có thời gian đó hai người bọn họ sẽ đến kịp. Yêu hậu lúc trước đã có dụ lệnh, cho thái tử ra, không gian lịch lãm nhất định, khó được là lại có đàm đàm khiến thái tử hoan tâm như vậy, một khi bỏ qua sợ là sau này sẽ không có cơ hội nữa. Trong sòng bạc, thấy không, tình huống như thế nên đặt lớn. Đàm đàm vừa hướng dẫn từng bước, vừa tiện tay cầm lên một tử vân tệ, ba một tiếng vỗ lên trên chiếu bạc. Có đạo lý, yêu ninh ninh liên tục trà sát tay, gật đầu lia lịa, đại bề ngoài đồng ý than thở nói. Như thế nào, hưng phấn không? Đàm đàm hỏi. Ừ. Yêu ninh ninh đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút không giải thích được nói, đàm ca, người nói cũng lạ, tiền đối với ta mà nói, bất quá chính là mấy con số mà thôi, coi như là đem cả sòng bạc này tặng cho ta, ta cũng chưa chắc đã cần, làm sao ta lại vì một điểm thắng thua như vậy mà cảm thấy hưng phấn. Là thật sự hưng phấn đó, một chút cũng không giả dối. Mỗ thái tử nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Trung không hiểu chút nào. Hắn không biết đánh cuộc vốn là thiên tính của con người cho dù nếu không muốn đánh cuộc nếu là người không thiếu tiền nhưng một khi có cơ hội không làm mà hưởng thì cho dù chỉ đoạt được rất ít cũng sẽ cảm thấy hưng phấn cái này cùng tài phú không liên quan chẳng qua là bản tính con người mà thôi phóng túng chính là dân cờ bạc có thể khắc chế vĩnh cửu trầm mê chính là anh hùng dĩ nhiên yêu ninh ninh vẫn là thuộc về loại siêu cấp quý tộc hoặc nói là nhân giới quá thấp ánh mắt quá cao lời nói không khách khí thì yêu ninh ninh nếu nói muốn tiền tiền ở cả yêu hoàng thiên cũng có là của hắn dù sao dưới gối yêu hậu bệ hạ có cũng chỉ có hắn thôi không giống như thiên địa khác thiên đế bệ hạ rất nhiều con tương lai bất chuyển vị cho hắn thì truyền cho người nào cho nên nói người anh em này đi theo đàm đàm chẳng qua là để tìm kiếm cảm giác giang hồ mà thôi đối với cách làm này của đàm đàm hồ thúc thúc cùng mã thúc thúc im lặng người nói cái gì kia khoái y ân cừu trường kiếm thiên hạ vạn thủy thiên sơn một kiểm độc hành chính là đi sòng bạc bài bạc sao còn đánh cuộc nhỏ như vậy, ta thật sự muốn phun cho ngươi một bãi nước bọt. trên chiều bạc xúc sắc dừng lại, quả nhiên là đại. ô oh, ha ha ha. yêu ninh ninh nhảy lên ba trượng cao, hiểm hiểm đụng phải xà nhà, cực kỳ hưng phấn. hân hoan lớn tiếng nói, ta thắng. ta thắng rồi ha ha ha. bên cạnh đám người kia vô hạn khinh bỉ đồng thời nhìn sang. tên khốn này, lúc trước đã thua mười mấy vạn tử vân tệ, hiện tại tổng cộng mới thắng trở lại mấy vạn lại cao hứng như thế, vui vẻ thậm chí là hưng phấn cũng đã khua tay múa chân. Bại gia tử như vậy, may không phải là con ta, sinh hắn ra đúng là phí tên trùng. Này là con ta, hôm nay cho một trận. Kế tiếp, dường như vận khí không còn, đàm đàm mang theo yêu ninh ninh đánh cuộc toàn thua lớn. Hai người cùng lúc đồng thời than thở, đồng thời mặt như đưa đám, đồng thời. Thấy không? Đây chính là giang hồ. Đây chính là lịch duyệt. Đàm đàm nói, ngươi thấy không, bọn ta căn bản không có thắng. Đây chính là kinh nghiệm giang hồ, Yêu ninh ninh lăng lăng gật đầu. Trong ý nghĩ đột nhiên nghĩ, cái này, thua tiền cùng giang hồ và lịch duyệt có cái gì quan hệ đây? Xem ra người thật sự cho tới bây giờ cũng chưa chạy qua giang hồ, ở nhà ấm cúng A, người cũng không nghĩ tới, đánh cuộc xúc sắc này không phải là lớn hiếp nhỏ, thắng thua có tỷ lệ một nửa mà thôi, cho dù thua cũng có một chút hạn độ, nhưng chúng ta một đường thua xuống, không lẽ chúng ta vận khí đen đủi như vậy sao? Người nói đi, đàm đàm nghiêng lông mày, rất có chút ít hổn hển, yêu ninh ninh có thể không cần thua bao nhiêu tiền, nhưng đàm đàm thật tâm đau lòng a, à, bởi vì hiện tại tất tiền thua đều là của đàm đàm hắn, lão tử tân tân khổ khổ, lao lực cướp được chút tiền nay cứ như vậy dầm dầm tiến vào túi tiền người khác, làm sao có thể? yêu ninh ninh lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, mặc dù cũng cảm thấy đàm đàm nói rất có đạo lý, hai người bọn họ vận khí sao kém như vậy, đó chính là nhất định có vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ nào? theo bản năng yêu ninh ninh hỏi nói đàm ca, người nói trong chuyện này vấn đề ở nơi đâu đây? Đàm đàm nhãn châu xoay động, nói, vấn đề rất đơn giản, sòng bạc này ăn gian quá. Coi hai ta, nhất là ngươi làm con dê béo. Mà ta lúc trước vẫn không có điểm phá ra chuyên này, chính là muốn dùng sự thật để thức tỉnh ngươi. Bài bạc không thành vấn đề nhưng chơi ăn gian thì ngươi chơi như thế nào cũng vẫn thua, vậy thì không có ý nghĩa. Ngươi thật đúng, là dê béo, chúng ta nếu là đi, bọn họ ăn gian lừa gạt chúng ta không phải là được như ý sao ứng phó cục diện bây giờ, đầu tiên là phải đánh vỡ loại vận khí xấu này, sẽ phải làm như thế. Đàm đàm thần bí nói. Yêu ninh ninh nháy mắt, mê võng nói, làm a à. Lại thấy đàm đàm với thể lôi đình vạn quân một cước đá vào bàn mặt trược, nhất thời bàn mặt trược lăng không bay lên, trên không trung dầm cái rơi xuống. Đàm đàm giống to một tiếng, nhảy đến một cái bàn khác, một cước đảo qua, dầm cái nữa bài bạc rơi trên mặt đất rồi chửi ẩm lên nói, hắn, cái sòng bạc này ăn gian. Nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, đàm đàm vung cánh tay hô to nói, cái sòng bạc này ăn gian, coi huynh đệ lão tử là dê béo. Hại lão tử đã thua vài trăm vạn, lão tử không tha cho các ngươi. Ý yêu ninh ninh chợt ngầm hiểu, hiểu được thần tủy trong đó, loảng xoảng một cước đem một cái bàn khác đá ngả lăn rồi hết sức phấn khởi kêu lên nói, đúng. Chính là sòng bạc ăn gian, nếu không chúng ta làm sao lại thua mãi đây. Không ít người lộ ra vẻ đồng tình nhưng không phải đối với sòng bạc, mà là đối với hai gia hỏa kia, xem ra hai tên này thật là thua đến vắng đầu mà tức giận rồi. Cũng không nghĩ đến, cái sòng bạc này sau lưng có ai nữa. Hơn nữa, đánh bạc là đánh bạc, thua mãi có cái gì ly kỳ đâu. Nếu là thắng mãi mới ly kỳ. Hai gia hỏa này quả thực chính là tay mơ. Là siêu cấp tay mơ rồi. Đem hai tên tiểu tử này bắt lại cho ta. Một cái thanh âm lạnh lẻo nói. Trong sân, đám bảo kê từng gã ùa lên. Tên nào tên ấy ánh mắt tàn bạo. Thật lâu rồi cũng không người đến nháo sự, hôm nay cuối cùng có thể giãn gân cốt rồi ăn gian còn dám động thủ đánh người đàm đàm hô to gọi nhỏ nhảy xuống bàn rồi không nói hai lời tức thì vung tay yêu ninh ninh lại càng nghĩa phẫn điền ưng cảm thấy sòng bạc này xử sự, sự quá không nên người nói người mở sòng bạc không phải là để cho chúng ta thắng tiền sao hôm nay ăn gian hại chúng ta thua tiền lại còn muốn đánh người quả thực chính là quá bất thông tình lý như thể còn có vương pháp sao yêu ninh ninh đi trước đàm đàm giận dữ nói các ngươi ăn gian cũng thì thôi còn muốn đánh người nữa trên đời này nào có đạo lý như vậy bản công tử hôm nay muốn thay trời hành đạo bành bạch hai cái tát hai đại hán dân đầu bay ra ngoài ngay sau đó thái tử gia giống như hổ vào bầy dê chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc thật là anh hùng bát diện đàng đàng sát khí đáng thương cho cái sòng bạc nho nhỏ này làm sao có thể có được cao thủ hộ vệ nào có thể chịu được một vị thánh vị cao thủ tàn phá dày xéo mà vị thái tử gia này lại vừa đánh người vừa còn ủy khuất vô hạn nước bọt văng khắp nơi kêu to nói các ngươi ăn gian bị chúng ta phát hiện còn dám động thủ đánh người các ngươi còn nói đạo lý hay không có còn vương pháp hay không thật coi yêu hoàng thiên là địa bàn nhà các ngươi sao tất cả nghe lời nói này đều thật tâm lạnh mình ta chạy mẹ nó hiện tại trong toàn trường hai người các ngươi không giảng đạo lý bất tuân vương pháp các ngươi lại còn muốn cáo trạng trước chúng ta nhiều người thế này mà cũng không phát hiện ra người ta ăn gian làm sao các ngươi nói ăn gian là ăn gian các ngươi nghĩ đám các ngươi là ai các ngươi nghĩ cha của các ngươi là tuyết lệ hàn, bà má ngươi là yêu hậu sao? Còn không biết xấu hổ nói nhân ra vô pháp vô thiên như vậy. chương 2066, ta làm ra tiền. Trong khoảnh khắc, sòng bạc đả thủ nằm đầy đất, tay đứt chân gãy. Thái tử ra xuất thủ mặc dù không nặng, nhưng hắn thủy chung là thánh vị đỉnh cao thủ. Sao đám tôm nhỏ này có thể gánh vác được, không có mất mạng chính là vạn hạnh rồi. Uy, mau gọi lão bản của các ngươi đi ra ngoài. Đàm đàm đại mã kim đao ngồi xuống, Băng Băng vỗ bàn nói, hôm nay chuyện này nhất định phải có một công đạo. Coi huynh đệ ta là dê béo, hậu quả là rất nghiêm trọng đó. Yêu Ninh Ninh ngồi xuống, giống như trước Băng Băng vỗ bàn nói, đúng, mau gọi lão bản của các ngươi đi ra ngoài, hậu quả là rất nghiêm trọng đó. Mọi người hiện tại đã không phải là khinh bỉ nhìn nữa mà là kính ngưỡng. Sòng bạc lão bản cũng là người có nhãn lực, đà sớm nhìn ra hai gia hỏa này chẳng những là siêu cấp dê béo hơn nữa, còn là siêu cấp cao thủ, những tên gia hỏa như vậy là chọc không nổi. Rồi hãy nói hiện tại là thời buổi loạn lạc, nói không chừng mất mạng như chơi. Sự muốn tè ra quần nhưng vẫn phải đi ra, lão sắc mặt vô hạn khó coi nói, xin hỏi hai vị là anh hùng nơi nào. Đàm đàm vỗ bàn quát lên nói, người quản chúng ta là người nào làm gì, nhưng người ăn gian thắng tiền của chúng ta chính là không đúng. Cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào nhưng cái bàn đó đột nhiên lún xuống mặt đất, trên mặt đất chỉ để lộ ra một cái hố đen ngòm dường như sâu không thấy đáy. Yêu ninh ninh học theo vỗ bàn nói, đúng thắng tiền của chúng ta chính là không đúng làm sao ăn được mau khai ra không đúng rõ ràng là các ngươi ăn gian còn phải đem tiền vốn là của chúng ta phun ra một cái bàn này cũng lún xuống mặt đất đàm đàm lông mày nhảy lên thầm nghĩ con hàng này thật là có thiên phú làm cường đạo rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý lại còn nói được đương nhiên cũng không rớt sau mình nhưng ngay sau đó lại vỗ một cái bàn khác quát lên nói ta còn cảm giác bị thương tổn các ngươi mới vừa rồi còn muốn đánh người hù ta bị sợ đến mức yêu ninh ninh cũng vỗ bản nói đúng ta cũng bị thương tổn mới vừa rồi cũng làm ta sợ ta cũng bị làm cho sợ đến mức căng gân mọi người cùng nhau ngất các ngươi đem người đánh gần chết lại còn dọa còn nói lá gan nhỏ cho nên đây các ngươi phải bồi thường tổn thất cho hai chúng ta chúng ta tổn thất quá lớn đàm đàm tiếp tục khiếu khích nói đúng bồi thường tổn thất yêu ninh ninh lớn tiếng phụ họa ngươi còn phải đền bù cho chúng ta thương tổn về tinh thần cho đến bây giờ chúng ta tim vân còn đang băng băng nhảy lên đây bị làm cho sợ quá mà đàm đàm hét lớn như sấm đúng bị tổn thương tinh thần yêu ninh ninh vỗ bàn trợn mắt nói chúng ta bị thương cả tâm linh nữa đàm đàm nộ khí đằng đằng nói đúng cả tâm linh nữa cần có tổn thất phí về tinh thần yêu ninh ninh giận vạn trượng nói còn có lãng phí thời gian của chúng ta bồi thường đi đàm đàm tiếp tục giống to đúng thời gian Thời gian của chúng ta quá quý giá đi." Thái tử gia kéo dài phụ họa nói, "Còn có rất nhiều thứ khác, cũng phải bồi thường. Dù sao chính là rất nhiều, rất nhiều là được." Đàm Đàm vừa thông suốt giống to, cảm giác thật sự là không có gì để nói. Dù sao cái gì đều phải bồi, chính là bồi thường là được." Yêu Ninh Ninh thịnh khí lăng nhân nói. Mẹ kiếp, cảm giác như vậy thật sự là quá sung sướng. Khó trách cõi đời này lại có nhiều người thích không nói đạo lý như vậy, nguyên lai like cảm giác lại thoải mái như vậy yêu ninh ninh trong lòng cảm thán nghĩ. Đáng thương cho một vị hoàng tộc hậu duệ, quý tộc trung thực, đường đường là yêu hoàng thiên thái tử, cứ như vậy bị đàm đàm làm cho mèo mó đi. Sòng bạc lão bản cũng muốn khóc. Mẹ kiếp khai trương bất lợi, sáng sớm hôm nay vừa mới khai trương lại có hai ôn thần vào cửa, rõ ràng chính là tới lừa bịp tống tiền. Chúng ta mở sòng bạc, lại còn nói thắng tiền của các ngươi là không đúng. Như vậy, ta nên thắng người nào mới là đúng đây? Chúng ta ăn gian a, à, sòng bạc của của ta danh tiếng tương đối tốt thật lòng không có ăn gian a à. chẳng lẽ nói ta mở sòng bạc cũng chỉ có thể thua tiền cho khách nhân đây là cái đạo lý gì vậy chúng ta còn mở sòng bạc làm gì a à? nhưng tình huống bây giờ quả đấm không bằng người thế lực không bằng người đành cố cười làm lành làm sao nếu không bồi thường lão tử giết người đàm đàm tàn bạo uy hiếp tuy nhiên chẳng qua là uy hiếp mà thôi nếu không bồi thường giết cửu tộc bọn ngươi yêu ninh ninh hét lớn một tiếng thật lòng không phải là uy hiếp, là nói chân thật. Một hồi lâu sau, hai tên ác bá nghênh ngang từ trong sòng bạc đi ra ngoài, vui mừng dạo dực vừa đi vừa đếm tiền. Cảm giác như thế nào á? Đàm đàm hăng hái hỏi. Phát tai, kiểm được tiền. Yêu ninh ninh vui sướng hài lòng đếm tiền nói, chúng ta lúc trước thua không tới một vạn tử vân tệ, nhưng hiện tại thu hoạch được nhiều tử hà tệ như vậy. Cái này thật là một vốn bốn lời. Ta nói tiểu tử kia, đàm đàm vỗ vai yêu ninh ninh lời nói thấm thì nói, đây chính là giang hồ. Thực lực, chính là hết thảy, quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, ngươi thiên tân vạn khổ tu luyện một thân thật bản lãnh, không sử dụng đến chẳng phải là đáng tiếc sao, cũng không nên cô phụ thực lực của ngươi A. À. Vẫn sử dụng thần niệm quản chế, hồ lão mã lão muốn học máu, chẳng lẽ đi lừa bịp tống tiền cướp bóc mới không cô phụ một thân bản lãnh này sao? Yêu ninh ninh gật đầu lia lịa, vui lòng phục tùng thừa nhận nói, đúng, Đàm huynh, chúng ta lại đi tìm sòng bạc khác đi. Lần này để ta đi đầu, ngươi xem, ta cảm thấy ta cũng lĩnh ngộ được rồi. Được, trẻ nhỏ dễ dạy, đi thôi. Hai tên ác ôn ngẩng đầu ườn ngực, tiếp tục xông xáo răng hồ. Một hồi lâu sau, đầy bồn đầy bát hai người lần nữa thắng lợi trở về, hai tay áo đầy tử hà tệ. Như vậy dường như vẫn còn có chút chưa đà nghiện. Đàm đàm nói, vậy thì đi tiếp, ta nghe đàm huynh ngươi. Yêu ninh ninh hiện tại đã rơi vào niềm vui không làm mà hưởng khổng lồ vui mừng vô cùng đếm tiền vui mừng nói mẹ kiếp sống vui như vậy đây là lần đầu tiên ta đích thân kiểm được tiền đó nhiều tiền hay ít tiền không phải là chuyên nhưng cảm giác kiếm được tiền thật là tốt thoải mái quá những lời này vừa ra tới ngay cả hai người đang sử dụng thần niệm nhìn chăm chú vào nơi này là hồ thúc thúc cùng mã thúc thúc cũng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi kiểm được tiền đây là ngươi kiếm được tiền sao coi như là đàm đàm lúc này cũng đều có chút hết chỗ nói rồi gia hỏa này đã có cảnh giới rồi có thể xuất sư rồi, đã có thể xông xáo giang hồ rồi. Muốn ở trên giang hồ lan lộn, chỉ riêng có tiền là không đủ, còn kém xa lắm. Đàm đàm hướng dân từng bước nói y, tu luyện cần rất nhiều thiên tài địa bảo và cần có thần binh lợi khí nữa. Thiên tài địa bảo có thể trợ giúp người tăng lên tự thân tu, mà thần binh lợi khí có thể phụ trợ người khắc địch chế thắng. Những đồ này nơi đó có không? Yêu ninh ninh ánh mắt tỏa sáng nói. Đây không phải là vấn đề nơi nào có, tại thành chủ phủ sẽ có. Nhưng nơi này là yêu hoàng thiên, thỏ không ăn cỏ gần hang chúng ta không thể hạ thủ đối với người địa phương được minh bạch chưa đàm đàm ân cần thiện dụ hiểu tất cả đều hiểu cũng là không thể động thủ đối với người mình được yêu ninh ninh ánh mắt sáng lên trong lòng tính toán ngoại nhân thì không sao cả thật ra thì hắn hiểu được cái gì cũng là nghe dò đàm đàm nói là không thể hạ thủ đối với người yêu hoàng thiên mà thôi đối với con dân của mình mà động thủ cướp bóc dường như thật lòng nói không được mỗi thái tử coi như còn có chút lương tâm Đàm đàm xảo trá cười cười nói, cho nên mục tiêu nhằm vào sẽ là người ngoại nhân. Ta nghe nói, tại thành này có không ít người mặc vân thiên tới đây, bọn họ chính là. Yêu ninh ninh một trận hưng phấn nói, ngài nói là ý. Đàm đàm ha ha cười một tiếng nói, cái này còn phải xem ngươi có can đảm hay không. Nếu như ngươi là tiểu quỷ nhát gan thì... Yêu ninh ninh giận tím mặt nói, ta không phải là tiểu quỷ nhát gan. Ngươi không phải là như vậy. Đàm đàm về mặt hoài nghi hỏi lại. Không phải. Thật không là, thật chứ, cái này có thể là bởi vì chuyên này có thể là phải mạo hiểm và có nguy hiểm, tuyệt đối không sợ nguy hiểm coi là cái gì chứ, sông sáo giang hồ còn sợ nguy hiểm sao? tiểu đệ ta gan góc phi thường, tốt lắm, chúng ta phải đi đoạt đồ của bọn họ, ngươi thật dám sao? có cái gì mà không dám? đám người mặc vân thiên kia chẳng lẽ còn dám đắc tội với ta sao? phải đi đoạt bọn họ. yêu ninh ninh hào khí can vân nói, đi tới, đi a. À tại địa phương xa xôi hồ thúc thúc cùng mã thúc thúc ai thán một tiếng buồn bã không nói gì muốn ra mặt ngăn cản sao hết lần này tới lần khác yêu hậu bệ hạ cũng đã hạ lệnh để cho hắn chịu chút đau khổ lịch lâm mà nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy đi lịch lãm thật sự có thể vô cùng mạo hiểm đó nhưng nếu để cho hắn cứ như vậy đi lịch lãm thật sự có thể vô cùng mạo hiểm đó hai người than thở mới vừa đi ra còn tưởng rằng là nhặt được việc dễ dàng bây giờ nhìn lại cái mạng già này sắp bị hành hạ mà toi rồi không bị hù chết cũng là bị tức chết bất quá nói cho cùng chuyện này chỉ là có chút cho không hợp mà thôi không hơn nữ đối với hai lão này mà nói cướp đoạt người mặc vân thiên cũng không coi là đại sự thật lòng không coi là đại sự nơi này là yêu hoàng thiên người mặc vân thiên là cái loại chim nhỏ thái tử gia đoạt bọn họ đó là cho bọn hắn mặt mũi rồi đàm đàm mặc dù có chút ít vô lại bất quá lời của hắn vẫn còn là có đạo lý quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, quả đấm của ta lớn, đạo lý dĩ nhiên là ở bên chúng ta rồi. Lúc này, người ba đại môn phái như phát điên rồi, đầy đường tán loạn, sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, nhìn ai cũng giống như có hiểm nghi. Đàm đàm cùng yêu ninh ninh rất dễ dàng thấy được hai tên. Hai người, nhất là yêu ninh ninh, gấp không thể chờ được lao ra ngoài. Đứng lại, yêu ninh ninh gào to một tiếng. Người nọ chính là người quỷ vực, hắn mặt đầy vẻ giận dữ quay đầu lại nói, tiểu tạp chủng ngươi đang bỏ ta sao một câu tiểu tạp chủng nhất thời làm cho yêu ninh ninh quên mất công việc chính là cướp bóc hắn tiến lên chính giận dữ không kềm được tá cho tên kia một cái tát nói ngươi tên hôn đản vương bát đản này ngươi mới là lão tạp chủng ngươi lại dám mắng ta ta đánh chết ngươi bùm bùm yêu ninh ninh điên cuồng đánh một trận đáng thương cho người này tu vi cũng chỉ có thánh cấp sơ cấp tầng thứ nơi nào so được với yêu ninh ninh đã là nửa bước thiên nhân bị áp chế không thể động đậy chỉ có thể giơ mặt bị đánh chỉ bất quá không lâu sau đã bị đánh được máu chảy đầy mặt biến thành đầu người não heo bạn đang xem chuyện được sao chép tại c o em cướp bóc đàm đàm vội nhắc nhở ta là đi cướp bóc không phải là đi đánh người không nên lẫn lộn đầu đuôi a đúng đúng yêu ninh ninh giống như thể hồ quán đỉnh nhất thời tỉnh ngộ quát lên nói hiện tại ta bắt đầu cướp bóc có cái gì đáng giá cho bản giao ra đây cho lão tử chương 2067, không giống bình thường. Ở đây có người khóc không ra nước mắt còn yêu ninh ninh, bước đầu tiên là gọn gàng linh hoạt đem kiểm của hắn tước xuống, nhìn một chút rồi bi gì nói, đồ rách nát cũng không biết xấu hổ cầm theo. Tiện tay đem thanh kiếm bẻ thành tam đoạn, rồi ngay sau đó lại đem chiếc nhẫn trừ vật từ trên tay thô lỗ gỡ xuống, cùng không thèm nhìn mà trực tiếp đút vào trong túi quần của mình rồi vung một cước, mắng nói, cùng quỷ. Cút đi, lần sau nhớ khi ra cửa mang theo nhiều thứ đáng giá một chút, một điểm nhân lực độc đáo cùng không có người nọ giống như bóng cao su bị đá bay lên hư một tiếng không biết đã bay đến nơi nào rồi mau mở chiếc nhẫn kia ra xem một chút bên trong có cái gì tốt không đàm đàm thúc giục nói yêu ninh ninh mở ra vừa nhìn ánh mắt sáng ngời nói có thật nhiều tiền a à? lại kiếm được tiền rồi còn gì nữa không còn có chút thuốc bất quá cũng là loại bình thường cùng là miễn cường có thể sử dụng được còn có một số linh thú nội hạch không tính là rất cao cấp là cấp bậc rất thấp, là đồ body. Lấy thân phận địa vị của yêu ninh ninh tự nhiên là nhìn không đến những đồ này. Không có đại thu hoạch gì à, ta chỉ cần những linh thú nội hạch kia thôi, những thứ khác toàn bộ thuộc về ngươi. Đàm đàm khẳng khái hào phóng nói. Hiện tại cái mình thiếu nhất chính là linh thú hạch, những thứ khác kia thật lòng không cần đến. Kia, ta chẳng phải là chiếm được tiện nghi quá lớn sao? Yêu ninh ninh có chút trần chờ hỏi. Ai nha, sao ngươi lại nói như vậy đây, hai ta huynh để ai cùng ai chứ, sao còn phải so đo cái này? Ngươi chiếm tiện nghi hay ta lỗ là đây? Lấy giao tình của chúng ta cần ý tứ như vậy sao? Đàm đàm cầm qua chiếc nhẫn lấy ra bảy tám chục viên linh thú, nội hạch còn ném trở về nói, khách khí cái gì nữa? Yêu ninh ninh cảm động cực kỳ nói, đại ca ngươi thật tốt. Vần còn là nói nhảm, đại ca không tốt đối với ngươi thì tốt đổi với người nào đây? Đàm đàm đang khi nói chuyện đã nuốt ngay ba viên nội hạch vào bụng. Trong khoáng thời gian này bận rộn lên đường, nội hạch mang theo đà sớm tiêu hóa hết, vừa lúc có hàng bổ sung rồi. Những thứ linh thú nội hạch này, nếu ở trong tay người bình thường đều phải trải qua dược sư để luyện, sau đó phối hợp với tương ứng dược vật thì mới có thể phát huy được tác dụng nhất định. Nhưng ở tay Đàm Đàm nơi này thì lại là hoàn toàn trực tiếp hấp thu, đây mới là thử đổi với Đàm Đàm hữu dụng nhất, có hiệu quả nhất. Kế tiếp, hai người sử dụng đồng dạng thủ đoạn, liên tiếp đánh cướp hơn 10 người, thu hoạch phong phú, làm cho Yêu Ninh Ninh mặt mày hớn hở, nằm mơ cũng không nghĩ ra, cướp bóc lại là một chuyện hạnh phúc như vậy, vui mừng như vậy nhìn không gian giới chỉ mình lấy được càng ngày càng nhiều, tiền đà xếp thành núi nhỏ, yêu ninh ninh vô hạn thỏa màn. Những thứ đồ này giá trị cùng cùng chưa chắc đã lớn, ít nhất là không được thái tử ra để vào trong mắt, tuy nhiên cảm giác thành tựu lại tràn trề. Chẳng qua là vui mừng xong thì tiếp sau phiền toái rất nhanh đã tới rồi. Bọn họ chỉ cướp bóc người ba đại môn phái, nửa điểm cùng không đi cướp bóc người khác, hơn nữa còn hoàn toàn không cần che giấu, dưới ban ngày ban mặt mà ra tay, Hành vi như vậy nếu không làm người khác chú ý đó mới là kỳ quặc quái gở. Ba đại môn phái sau khi biết được tin tức này, lúc mới đầu là không tin được, người nào lợi hại như thế, lại còn to gan nữa, lại dám ở cô trúc thành trắng trợn cướp bóc như vậy. Cái này là không thể nào, có phải là lầm rồi hay không? Nhưng sau khi số người bị cướp trở lại khóc lóc kể lể càng ngày càng nhiều, ai nấy đều giận đến mức muốn nổi điên. Kể từ tới đây, mọi chuyện hết thảy không thuận đầu tiên là bị cướp giết, sau lại bị kiếp nạn thần hồn âm thầm giết chóc, hiện tại lại gặp phải cướp bóc, đây quả thực là vận rủi liên tiếp không ngừng, liên tục không dứt, mẹ nó, chẳng lẽ Mặc Vân Thiên, tam đại siêu cấp môn phái chúng ta đã thành quả hồng mềm rồi sao? Người nào thấy được cùng muốn bóc một cái. Chuyện này, chết sống cùng là không thể nhẫn nhịn được. Rồi hãy nói, dường như đạo lý đang ở bên chúng ta mà. Bạn đang xem tại Chu Yên Phun. Vena ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 10 vị cao thủ từ bổn phương tám hướng chạy tới đem đàm đàm cùng yêu ninh ninh hai đại gia hỏa bao vây kín các ngươi hai thằng khốn kiếp này dưới ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc thật sự là to gan lớn mật hơn nữa còn dám đi đoạt của người mặc vân thiên ba đại tông môn chúng ta quả nhiên là không biết sống chết một người trung niên đại hán chợt quát nói còn không thúc thủ chịu trói đợi đến khi nào nữa làm sao bây giờ a à? yêu ninh ninh có chút khẩn trương nói người ta tìm tới rồi thái tử gia mặc dù tham dự cướp bóc nhưng nói cho cùng vẫn là người thật thà tối thiểu trong lòng vẫn còn có chút quan niệm thị phi, kính sợ pháp chế. Đàm đàm đinh đạc nói, tìm tới thì sợ cái gì? Chẳng lẽ hai người anh Tuấn tiêu sái Mỹ Nam Tử, Ngọc Thụ Lâm Phong Đại Trượng Phu chúng ta có thể sợ bọn hắn sao? Sông sáo răng hồ, làm sao có thể không động thủ, không thấy máu đây? Yêu Ninh Ninh nói, chính xác. Đột nhiên trong lòng đắc chí một trận nghĩ, ta cùng anh Tuấn tiêu sái là Mỹ Nam Tử, Ngọc Thụ Lâm Phong Đại Trượng Phu. Nhưng ngay sau đó nhìn đàm đàm một cái, thầm nghĩ, chỉ mình thôi đột nhiên trong lòng hào khí tỏa ra bước nhanh đi ra ngoài quát lên nói các ngươi là ai dưới thanh bình thế giới càn khôn trong sáng trước mặt mọi người lại dám cản đường chúng ta lại cầm kiểm chẳng lẽ là muốn hành hung giết người sao có biết đến hai trừ vương pháp không đối diện người vừa nói chuyện tức thì không biết nên khóc hay cười một tên giặc cướp lại hỏi người tới bắt giặc cướp là ngươi cổ biết đến vương pháp hay không ngươi cùng thật là không biết xấu hổ a à? hai người các ngươi đang ở thanh bình thế giới càn khôn trong sáng, dưới ban ngày ban mặt ngay mặt cướp bóc, chẳng lẽ không sợ bị vương pháp trừng trị sao? Người nọ cùng không muốn bị mượn cớ nên đầu tiên là hỏi lại một câu. Ha ha ha, yêu ninh ninh ngửa mặt lên trời cười dài, đem khí thế của của yêu hoàng thiên thái tử phát tán ra quát lên nói, ơ ờ, yêu hoàng thiên địa giới, ta chính là vương pháp. Những lời này nói ra thật là bá đạo trí cực, lớn lối trí cực. Đối phương nào biết, đối với người khác mà nói, lời này là nói nhảm, nhưng đối với Yêu Ninh Ninh mà nói, những lời này cùng là lời nói thật, mẹ hắn chính là Yêu Hậu, ở Yêu Hoàng Thiên hẳn chính là Vương Pháp. Những lời này thật sự chính là không sai. Nhưng bọn hắn không biết a, à, nhất thời tức giận, một tên cường đạo lại còn nói ra lời bực này, rõ ràng chính là không có đem chúng ta ở trong mắt mà nói, lên, bắt lại cho ta, ta muốn nhìn kỳ xem Vương Pháp rốt cuộc là cái dạng gì. 40 50 người đồng thời hô một tiếng vọt lên. Trong ánh mắt đàm đàm sát ý lạnh lẽo đột nhiên bạo tán mà quát lên nói, các ngươi dám đả thương huynh đệ của ta đàm đàm đầu tàu gương mẫu xông lên trước đem yêu ninh ninh chắn phía sau kêu lên nói sinh tử huynh đệ sinh tử gắn bó một thanh kiểm trượt sông ra kiếm quang soàn soạt chỉ nghe thanh âm sát 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 liên tiếp vang lên đối diện kiểm của năm sáu tên đồng thời bị đàm đàm một kiếm gọt đứt ngay sau đó chính là huyết quang tung tóe thanh kiếm này của đàm đàm chính là do sở dương dốc toàn lực chế tạo ra là đỉnh cấp thần binh, mặc dù khẳng định là so ra còn kém cửu kiếp kiếm, nhưng cùng không phải binh khí bình thường có thể so với được. Với thanh kiếm này, bất kể đổi phương tu vi như thế nào nhưng nếu binh khí đối bính, không nghi ngờ chút nào chính là bị chặt đứt dề như trở bàn tay. Trường kiểm trước tiên bị gọt đứt, tất cả mọi người sửng sốt, mà đàm đàm mượn cơ hội này liền hạ sát thủ. Kiếm quang như thu thủy lóe sáng, dưới kiểm của hắn trong nháy mắt đà chết ba, hai tàn phế, bị thương mấy người nhưng ngay sau đó, Đàm Đàm đã đà bị vòng người của đối phương bao vây kín. Những người này tu vi ngay cả cổ kém hơn Đàm Đàm nhưng cùng không kém hơn bao nhiêu, huống chi cùng không thiếu người còn mạnh hơn hắn. Đàm Đàm nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Yêu Ninh Ninh phi thân mà đến, trong lòng nhiệt huyết nóng hổi, sinh tử huynh đệ, sinh tử gắn bó, đây mới là bằng hữu, đây mới là huynh đệ, đây mới là giang hồ a. Thái tử gia sông sáo giang hồ có khác yêu ninh ninh vừa ra tay quả nhiên là thần tiên đánh rắm không giống bình thường chi thấy hắn giơ tay lên chính là vô sổ kim quang lóe lên vô số lông tơ châm bắn ra người đối diện đối với cái này thì thoát ra vẻ khinh thường phi châm khinh phiêu phiêu như thế gió lớn một chút là có thể thổi bay Người lại cầm dùng đổi địch thật là đồ mới xuất đạo nhiều người phất ổng tay áo muốn đem số kim châm nhỏ hơn đầu tóc này trực tiếp hất bay đi nhưng những mũi kim khâu này lại hoàn toàn không bị nguyên lực ảnh hưởng ai dám ra tay ngược lại làm cho những kim khâu kia theo kinh khí mà chui đi vào. Sư su sư, sư, bảy tám người liền trúng châm, sau một khắc, tiếng kêu thảm vang thành một mảnh. Những hán tử này cho dù là bị băm xuống đầu, cùng chưa chắc đã kêu thảm một tiếng, nhưng giờ phút này lại thê lương muôn dạng kêu ra thành tiếng. Kim khâu kia sau khi ghim phá ra thịt thì lại theo huyết mạch nghịch lưu mà đi, chỉ bất quá trong nháy mắt đã chui vào tâm tạng rồi. Phá hồn tuyệt tâm châm. Người cầm đầu thất kinh, phi thân lui về phía sau, nhìn lên đám kim khâu trước mặt không trung tựa hồ mờ mịt không có mục tiêu, mà từng đợt run rẩy. Tiểu Bạch Kiểm tầm thường này lại có được bỏ buổi như vậy, phá hồn tuyệt tâm châm, chính là một cái truyền thuyết ở yêu hoàng thiên cùng như ở cả cửu trọng thiên khuyết. Loại châm này căn bản là không sợ nguyên lực ngăn cản, ngược lại, ngươi phóng ra lực cản càng lớn, bị chết ngược lại càng nhanh, hơn nữa, một khi bị ghim rách làn da, trực tiếp chính là trong nháy mắt đâm lên trái tim, cơ hồ chính là không cứu được theo truyền thuyết thì vật này chính là xuất phát từ nhất đại yêu tộc ma đầu ma đầu kia dựa vào lợi khí này mà tung hoành thiên hạ nhiều năm đến cuối cùng nghe nói là do yêu tộc cao tầng cường giả tự mình xuất thủ mới đánh chết được từ đó phá hồn tuyệt tâm châm đại danh đa rung động giang hồ thứ bá đạo như vậy làm sao lại đột nhiên hiện ra trên người tên giặc cướp này như vậy đây là tình huống gì nếu sử dụng phá hồn tuyệt tâm châm đi ăn cướp thì giá trị vật muốn cướp phải lớn hơn giá trị của châm này mới đúng đây cùng quá là làng phí đi. Cầm đồ chơi này đổi phó chúng ta, thật sự là quá để mắt đến chúng ta. Lão tiểu tử ngươi cùng là có chút kiến thức. Yêu ninh ninh cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một chảo, đem phá hồn tuyệt tâm châm, kia tiện tay thu vào trong lòng bàn tay rồi lại vung tay lẻn, một cái roi đen nhánh bay ra, nó dài đến bổn năm trượng. Bành bạch mấy tiếng văng lên, hai thánh cấp cao thủ quay cuồng rơi trên mặt đất, trên người huyết nhục mơ hồ, vết roi rồ ràng có thể thấy được, sâu vào tận xương. Tòa hồn tiên, hẳn là tòa hồn tiên. Người cầm đầu ánh mắt lại co rụt lại. Vừa rồi là một bào bối trong truyền thuyết, hơn nữa bằng vào tu vi nguyên khí căn bản là không thể chống đỡ được. Tuy nhiên cái này so với phá hồn tuyệt tâm châm còn muốn bá đạo hơn. Hơn nữa còn không phải là tiêu hao phẩm, tiểu tử này trên người sao lại có nhiều bào bối như vậy. Có thân gia như vậy ngài còn cần đi cướp bóc sao? Đây là có còn điểm thiên lý nào nữa hay không? Trường 2068, kiếm chủ gặp ma vương. Mọi người cùng lên, giết chết hắn tổng cộng trong nháy mắt mấy cái công phu đã chết nhiều người như vậy, vị đầu lĩnh quỷ vực cao thủ này ánh mắt đỏ lên hô to. Đối phương giống như có nhiều trọng bảo trong người mà còn muốn đi cướp bóc, còn đặc biệt cướp đoạt người mặc Vân Thiên, ý thức nhàm vào này quá rồ ràng rồi, hai bên đã khó có khả năng hòa bình, Đà như vậy, tự nhiên là nên mau đem đối phương đánh chết. Vô số người lao lên nhưng chỉ thấy cái roi kia vù vù bay múa, quái dị trí cực là dù lây tay dùng chân hay dùng linh lực ngăn chặn, hết thảy đều không có bất kỳ tác dụng nào dùng đao kiểm trực tiếp liền bị tiêu hao đi lực lượng trên đao kiếm, sau đó lại đem đao kiếm cuốn đi. Người vẫn không tránh được bị thương, tỏa hồn tiên, đây chính là tỏa hồn tiên. Theo truyền thuyết chính là dùng cả thảy gân của chính con long vương mà làm thành, vô kiên bất tồi, không có gì không thể. Vừa ra tay liền mang theo cửu long chi lực, không cách nào hủy diệt, vô pháp khắc chế. Tập trung công kích người hắn, vị quỷ vực cao thủ kia cơ hồ hộc máu nói, không nên nhằm vào cái tiên kia mà ra chiêu. Mọi người tuân mệnh, lần nữa thay đổi thế công. Đột nhiên trên người Yêu Ninh Ninh trong lúc bất chợt tách ra một đoàn quang hoa khác thường, vô số ám khí nho nhỏ từ trên người hắn chợt bay ra. Ám khí mặc dù thật nhỏ nhưng không nhỏ bằng phá hồn tuyệt tâm châm lúc trước, đây là Thiên Tâm Thiết. Trời ạ, à, vị quy vực cao thủ kia tràn đầy tuyệt vọng kêu lên thảm thiết. Thiên Tâm Thiết chuyên phá các loại nguyên công phòng hộ trên thế gian. Làm là nhân vật dưới thánh nhân cấp trung phẩm nhất định là không cách nào chống đỡ được Thiên Tâm Thiết tiến công. Không thèm nhìn vào bất kỳ hộ thể thần công nào mà trực tiếp nhập thể mà vào. Né tránh dĩ nhiên là có thể, nhưng chi cần tới người chính là đừng nghĩ trốn nữa. Đây chính là thiên tâm thiết trong truyền thuyết có giá trị liên thành. Nhưng từ trên người tiểu tử trước mắt này lại có ngàn vạn bay ra. Đây quả thực so sánh với lấy tiền đẻ chết người còn muốn xa si, còn muốn lăng phí hơn. Đây cũng đã không phải là lấy tiền đập người nữa. Căn bản là ở cầm cả núi tử hà tệ đập người. Bốn phía tổng cộng ba mươi mấy người đang cùng lúc tiến công, tập trung thế công muốn trong thời gian ngắn nhất bắt được tiểu tử này, chính là đầu người dày đặc, trong một cái chớp mắt không người nào may mắn thoát khỏi, hết thảy đều chúng chiêu. Thiên tâm thiết ở trên thân người xuyên phá một cái lô sau đó, bay múa một hồi rồi mới quay lại người yêu ninh ninh. Nhưng tất cả đối thủ của hắn cùng một thời gian cứng ngắc lại. Ngay sau đó phốc phốc ngã xuống, không có một người nào, không có một ai sống sót, thiên tâm thiết tại một khác thấy máu kia. Trong cơ thể tất cả đối thủ kinh mạch huyết nhục và xương cốt đã hoàn toàn đông lại, tức thì tử vong không có thuốc nào có thể trị. Đây chính là ám khí thiên tâm thiết, bá đạo kinh khủng trong truyền thuyết, tất cả cao thủ vây công, cùng chi còn lại có tên đầu lĩnh kia là trên người không có thương tổn. Phàm ai bị thương thì đều đã chết rồi, trong lúc nhất thời, vị quỷ vực cao thủ này chỉ có ý nghĩ duy nhất là muốn khóc, mà thôi. Còn mẹ nó ngươi, còn mẹ nó ngươi, vị quỷ vực cao thủ này bi phẫn không thôi nói, còn mẹ nó ngươi quá bắt nạt người rồi. Một mình ngươi có nhiều bảo bối như vậy, Bất kỳ một món nào, cũng không cần một, cho dù là bất kỳ một chút xíu mảnh nhỏ nào bay ra so sánh với. Toàn bộ thân gia của của ta còn muốn đáng giá hơn. Hơn nữa còn là thứ có tiền mà không mua được kia. Người đáng đi cướp bóc chúng ta sao? Người quá bắt nạt người rồi. Cái vấn đề này quả thực chính là buồn bực đến chết mà cùng không thông. Mặc dù đã nhất định phải chết nhưng muốn chết minh bạch. Cái vấn đề này không làm rõ ràng, thật sự là chết không nhám mắt. Bất kể là phá hồn tuyệt tâm châm hay là tỏa hồn tiên hoặc là thiên tâm thiết, ba cái này thật sự là bất kỳ cái nào ở cửu trọng thiên khuyết, cũng là hung danh dò ràng, cũng là siêu cấp đại sát khí trong truyền thuyết. Bất kỳ thứ nào, chỉ sợ cũng chỉ cần cạo xuống một chút xíu phấn vụn, nếu như có thể cạo xuống được phấn vụn thì những thứ phấn vụn này, so với toàn bộ thân gia của chúng ta cùng có giá trị cao hơn, hơn nữa còn là cao hơn nhiều. Nhưng một siêu cấp siêu cấp đại phú hào, thường nhân cùng căn bản không cách nào mơ ước được lại tới cướp bóc, như vậy cũng có thể so sánh với việc một người công nhân bình thường, trên địa cầu đột nhiên phát hiện ra mình lúc tan tầm bị cướp, mà tên cướp bóc mình lại là binh ghét lái hàng không mổ hạm đi cướp. Thật ra thì, đừng bảo là hấn, ngay cả đàm đàm dường như cũng rung động. Riêng chỉ cần nhìn ba vật bảo bối kia, đàm đàm mặt đà tràn đầy thèm khát, mẹ nó, ta mới thu được tiểu đệ này, rốt cuộc hắn có lai lịch gì. Không chỉ có bản thân tu vi so với ta là lão đại còn cao hơn. Hơn nữa trên người bảo bối càng thêm kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Quả thực làm cho ta hoa cả mắt rồi, cấp bậc cùng quá cao. Yêu Ninh Ninh nhíu mày, rất có chút ít không giải thích được hỏi nói. Trên người của ta giàu có, đó là chuyện của ta. Điều này cùng việc ta muốn đi cướp bóc các ngươi có quan hệ gì sao? Những lời này hỏi ra quả nhiên là có chút thần trí bất minh. Vị quỷ vực cao thủ kia nghe vậy thì mức nói không ra lời. Đúng vậy a, à, người ta giàu có là chuyện của người ta, cái đó cùng việc người ta thích cướp bóc có quan hệ gì sao? Cho dù binh ghét thật sự lái phi cơ, hay đại phó tàu ngầm chém giết cướp một người bình thường, thì có vấn đề gì đây? Chỉ cần người ta vui vẻ là không thành vấn đề Chẳng qua là, cái này thật sự là Không có nơi phân rõ phải trái đi Lại thấy yêu ninh ninh đang liên tục không ngừng thu lượm chiếc nhẫn trên mặt đất Từng cái từng cái mở ra xem một chút sau đó lại bắt đầu chia của nói Đại ca, những thứ này là của ngươi, 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 ngươi Còn dư lại toàn bộ là của ta Đàm đàm như người máy nhận lấy Cảm giác đại nào mình dường như còn chưa có khôi phục lại Nhưng ngay sau đó phát hiện ra Mình ở chỗ này một lát đã nhận được rất nhiều linh thú nội hạch trực tiếp vượt qua một ngàn mai này 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 đàm đàm đã có chút hết chỗ nói rồi yêu ninh ninh ngẩng đầu thật bất ngờ phát hiện ra vị quỷ vực cao thủ kia vân đứng ở chỗ này thì không khỏi không hiểu chút nào nói làm sao ngươi còn không đi vị quỷ vực cao thủ này trong nháy mắt ngây ngẩn cả người tới năm sáu chục người mỗi mình chưa chết nơi nào còn có hy vọng sống nữa chỉ chờ đối phương một kiếm tới đây mình cũng được giải thoát kết quả chờ hồi lâu lại được một câu hỏi như vậy làm sao ngươi còn không đi chẳng lẽ ngươi chán sống? Muốn ta thành toàn cho ngươi? Ta đây có thể lười động thủ mà không có lợi. Yêu ninh ninh nghiêng đầu, càng xem càng cảm thấy thằng này đầu óc có vấn đề nên nhìn đàm đàm nói. Đại ca người xem a, à, gia hỏa này có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Không phải nói chết tử tệ còn không bằng sống ngon sao? Năng lực học tập của yêu ninh ninh có thể là phi thường mau. Đám sở dương và đàm đàm khi ở cùng nhau gọi người khác là gia hòa. Yêu ninh ninh lập tức học xong, hơn nữa còn tức thì ứng dụng vào thực tế đầu óc người mới có vấn đề ấy người đức hạnh như thế mà cùng không biết xấu hổ nói đầu óc người khác có vấn đề đàm đàm tuy trong lòng mắng một câu mà trên mặt cùng cố ý lộ ra một bộ ngu ngốc nói đúng vậy a à, chẳng lẽ đầu óc của hắn có vấn đề dò ràng có thể còn sống mà hết lần này tới lần khác muốn tìm cái chết người bình thường nào có suy nghĩ như vậy đâu hai người cùng bày ra tạo hình ngọc thụ lâm phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị quỷ vực cao thủ này vị quỷ vực cao thủ này trên mặt vừa xanh vừa hồng vừa đỏ vừa xanh rốt cục chu lên một tiếng thê thảm rồi che mặt chạy đi như điên. Thật sự là, ngay cả một chút xíu tự ái cuối cùng cùng bị mất. Đàm đàm cùng yêu ninh ninh, hạnh phúc vui vẻ nhìn lẫn nhau một cái rồi ôm bụng cười cười to, khuây khỏa trí cực. Hai người đông đi một chút tây đi dạo một chút, thân đầu lộ não, nhìn cảnh sắc chung quanh. Một tên vẻ mặt mơ hồ, một tên vẻ mặt tò mò. Chuyện được lấy tại Chu Yên Phun. Nhồn nhiên không có cảm giác được hai người mình mới vừa giết nhiều người như vậy, người ta có thấy đại cử báo phục hay không? yêu ninh ninh thì không thèm để ý, theo hắn xem ra, đám người này cùng không phải là người yêu hoàng thiên, giết thì giết. Lão tử là thái tử gia, ờ yêu hoàng thiên ai dám chân chính tìm ta phiền toái, không đen thì thôi. Dám đến lại tiếp tục cướp đoạt, để cho bản thái tử gia đà nghiện. Về phần đàm đàm thì có chút vùng má giả làm người mập, dương dương ngang trêu chọc nhiều địch nhân như vậy, ta muốn tận năng lực của ta chia sẻ cho hắn một chút áp lực. Đối với sinh tử của mình đó là hoàn toàn không để ý, về phần yêu ninh ninh, đàm đàm cùng không lo lắng chút nào vạn nhất thật sự có nguy cơ xuất hiện yêu ninh ninh sẽ được hai vị thúc thúc kia tùy tiện xuất thủ mà hóa nguy thành an đối với sinh tử của mình người ta có cứu mình hay không nói thật ra đàm đàm còn không có để ở trong lòng cứu mình là nhân tình không cứu là bổn phận không có oán giận đang lúc hai người đi dạo thì tinh nhuệ của ba đại môn phái đang hướng về bên này cực tốc mà đến đằng đằng sát khí lửa giận ngút trời bị thích khách giết cùng thì thôi hai bên đối địch lập trường dò ràng, bị kiếp nạn thần hồn giết chết. Vậy cùng thôi, ai bảo người ta thực lực cường hàn, ta đấu không được, bị đánh lén cùng được, bị luân phiên chu diệt vậy cùng thôi. Lực không bằng người, không phải là tội nhưng hiện tại lại bị cướp bóc. Đối phương lại chẳng qua là hai tên thánh vị tiểu tử. Chẳng lẽ hiện tại tùy tiện người nào, hay con chó con mèo nào cùng có thể bắt nạt người mặc vân thiên, tam đại siêu cấp tông môn sao? Mọi người trong lòng giờ phút này đều muốn nổ tung. Đúng lúc này, Sở Dương vẫn với dáng vẻ thần sắc của người có bệnh ốm yếu đi ra, thân thể dường như đã gầy yếu đến mức một bước ba lần lảo đảo. Dùng phương thức đó mà thoát khỏi sự chú ý đi tới trên đường cái. Sau đó Sở Dương cùng cảm giác được có cái gì không đúng. Rất không đúng, hôm nay trên đường cái làm sao sát khí lại nặng như vậy đây? Dường như ta hôm nay không có xuất động a, à, làm sao lại kích phát nổi lên oán khí lớn như vậy đây? Lại thấy phía đối diện xa xa có hai gia hỏa chuyện trò vui vẻ đi đến. Hai người cao cao ngẩng đầu lên, cao cao ườn ngực, nâng cao eo thẳng tắp, khuôn mặt vinh vang như muốn ăn đòn. Sở Dương sợ run cả người, ánh mắt trừng tròn. Ta kháo. Tên vô liêm si này làm sao vào thời gian này lại xuất hiện tại địa điểm này. Sở Dương trong lòng vừa ấm áp vừa gấp gáp, còn có chút tư vị nói không ra lời nữa. Kể từ khi lên tới cửu trọng thiên khuyết đến nay, đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất, lần nữa nhìn thấy huynh đệ của mình. Đã lâu không gặp, đàm đàm, tên sư đệ vô liêm sỉ này, Đột nhiên từ bốn phương tám hướng sát khí hướng về bên này cực tốc hội tụ lại, thanh thế to lớn, ngay cả Sở Dương đều có chút giật mình. Những người này hẳn không phải là hướng về phía mình mà tới, nhưng nếu thật không phải là hướng về mình tới thì chẳng lẽ là hướng về phía Đàm Đàm tới? Còn có, tiểu Bạch Kiểm ở bên cạnh Đàm Đàm kia là ai? Sao lại có hai tên đứng ở đây như vậy? Dường như so sánh với Đàm Đàm còn muốn ngốc hơn, thật là đặc sắc a. Chương 2069, người biết ông là ai sao? Sở Dương hít thật sâu một hơi, cỗ đè nén trái tim đang băng băng nhảy loạn lên, lặng yên không một tiếng động ẩn náu. Hắn bên này mới vừa vặn ân náu thì khắp mọi nơi đã có vô số sóng người, từ bên cạnh hắn lướt qua hướng về phía hai người đàm đàm cuồng quyền mà đi, sát ý trùng trùng, bên kia cũng là người ba đại môn phái. Sở Dương trong nháy mắt đã nhận ra, nhưng lại có chút không dám tin tưởng vào tình hình trước mắt, bởi vì những tên đang lao tới kia tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Hình như là bởi vì quá giận dữ, Ai nấy ánh mắt đỏ ngầu, con ngươi vẫn đỏ, còn có tên tức sủi bọt mép. Đó là một loại cảm giác như muốn ăn thịt người vậy. Đàm Đàm rốt cuộc làm cái gì đối với bọn họ mà có thể làm cho những người này, cả đám đều biến thành như phát điên như hiện nay vậy? Sở Dương có chút ít kinh ngạc, bởi vì tình huống thật quá quỷ dị. Ít nhất trạng huống này ở trong mắt Sở Dương đúng là quá quỷ dị đi, ca lúc trước giết nhiều người bọn họ như vậy mà dường như cũng không làm cho bọn họ đến trình độ hỏng mất như vậy. Bằng một cái Đàm Đàm mà làm sao có thể làm được đây? Đàm Đàm mặc dù có thiên phú dị bẩm, tiến độ tu hành trong đám các huynh đệ cũng chỉ hơi dưới mình. Mình từ khi tới cửu trọng thiên khuyết đã có nhiều kỳ ngộ, tiến cảnh nhanh chóng đã đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Dưới thánh nhân vô địch thủ, loại tiến cảnh này nói đàng hoàng ít nhất có một nửa cũng là nhờ ngoại lực, có nữa chính là do cửu trọng thiên thần công vân vân. Đàm Đàm vô luận như thế nào cũng không thể đuổi kịp mình được. Mới vừa rồi thoáng nhìn đã có thể để xác định được Đàm Đàm trước mắt tu vi đại đệ, cũng là ở thánh vị trung gia trình độ mặc dù đã rất là đáng quý nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể ứng phó được với tồn tại ngang hàng hay cao thủ cao hơn một cái tiểu cảnh giới thôi nói cách khác chỉ cần là thiên nhân tầng thứ cao thủ đàm đàm tuyệt đối không phải là địch thủ còn tên đồng bọn kia mặc dù thực lực so sánh với đàm đàm mạnh hơn không ít đã đạt đến thánh vị đỉnh nhưng cũng là như thế mà thôi thực lực này đối mặt với thiên nhân tầng thứ cao thủ vẫn là không đủ dù sao không phải như mình tu luyện cửu trọng thiên thần công nhưng tình huống bây giờ chính là hai người này đã đem đám người trước mặt kia chọc giận hơn nữa còn là chọc giận đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ như thế là như thế nào dĩ nhiên sở dương tuy trong lòng kinh ngạc nhưng không còn kịp tra cứu nữa bởi vì tình thể bây giờ đã rất ác liệt rồi hắn nhíu mày trong lòng cấp tốc tự hỏi đối sách nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra nửa điểm phương pháp có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt tình hình bây giờ đàm đàm cùng tên đồng bọn kia đã bị đoàn đoàn bao vây người ba đại tông môn kia rõ ràng là tới tìm bọn hắn tính sổ hơn nữa trong đó không thiểu cao thủ thiên nhân tầng thứ cao thủ không ít tình huống có thể nói là tràn ngập nguy cơ đàm đàm cùng tên kia tu vi dường như cũng không bằng mình đây là rõ ràng còn nếu là chân chính đối trận coi như là tự mình xuất thủ mà gặp phải trường hợp như vậy cũng chỉ có một chữ chết mà thôi đừng xem sở dương lúc trước oai phong lẫm liệt trên thực tế lúc trước chiến quả có được tuyệt đại đa số cũng là do đánh bất ngờ đánh lén mà có ngoài ra còn có cửu kiếp kiếm nữa, cửu kiếp kiếm pháp thật. Sự quá sắc bén, còn có cửu trọng thiên thần công cung cấp động lực lớn lao. Nếu nói về thực lực chân thật của Sở Dương, một trọi một, dưới thánh nhân khẳng định là không đối thủ, nhưng nếu chính diện tỷ thí lấy một địch chúng thì Vân là chết mà thôi. Phải làm sao bây giờ đây? Sở Dương lòng như lửa đốt, xác định một điểm là mình phải đi ra ngoài rồi, cũng không thể để cho bọn đàm đàm đi cùng mình nhưng, trước mắt cái nguy cơ này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào cho tốt đây? Sở Dương hít một hơi, ánh mắt chuyển làm kiên quyết. Quản khỉ gió cái gì nguy cơ, cái gì hiểm trở, hiện tại cũng không quản được nữa. Sở Dương cũng không biết thân phận yêu Ninh Ninh, cũng cũng không biết đám Đàm Đàm có cái gì dựa vào, hắn chỉ biết là huynh đệ của mình lúc này lâm vào nguy cơ, bất cứ lúc nào có thể xong rồi. Rồi hãy nói, lấy tính cách làm người của Đàm Đàm xưa nay, ở trong tình hình không có nắm chặt chút nào làm ra chuyện bực này là thật sự là quá bình thường. Tên ở bên cạnh kia, rõ ràng so sánh với đàm đàm tu vi cao hơn mà đối với đàm đàm lại một bộ sùng bái như thế trí thông minh cao như thế nào đã cố thể nghĩ được không thể trông cậy vào tên gia hỏa kia như vậy ngươi còn trông cậy vào hắn có mưu kế gì trước tính rồi sau đó động hay cường hãn lá bài tẩy sở ngự tọa theo bản năng lắc đầu ai vậy cũng thật sự là có chút làm người khác khó chịu cho nên sở ngự tọa chuẩn bị liều mạng liền tại lúc này lại nghe được bên kia có một tiếng giống đột ngột dữ dội nói các ngươi rốt cuộc đang làm gì đó Tất cả đều lên, đem người vây lại cho ta. Một đám phế vật đại địa cũng dường như bởi vì thanh âm này mà run lên một cái. Cái thanh âm này sở dương cũng không xa lạ gì, chính là thanh âm của Quỷ vực đại trưởng lão có thực lực cực kỳ kiên cường kia. Bắt lại, Quỷ vực đại trưởng lão ngay cả hỏi cũng không hỏi, hiện tại hắn đã sớm bị chọc giận đến mức muốn nổi điên rồi, còn sức hỏi cái gì nữa? Hiện tại cũng đã bị người cưỡi ở trên đầu mà đái, nếu còn muốn đi hỏi thì mới thực sự là ngu ngốc. Chậm đã hai người cùng nhau kêu ra miệng. Chậm đã. Hai người cùng nhau kêu ra miệng. Người ba môn phái đang muốn đi lên đều ngẩn ra. Người nói chuyện chính là đàm đàm cùng yêu ninh ninh. Chỉ thấy đàm đại ma vương hách lỗ mũi nhìn quỷ vực đại trưởng lão nói. Ta nói lão nhân kia, người biết ông là ai sao? Người biết ông có thân phận gì sao? Dám mạo hiểm phạm vào ông, người không sợ cả nhà tẫn tuyệt, chó gà không tha sao? Đàm đàm cũng không phải là hoàn toàn vô tâm cơ không có tính toán, lão đầu vừa tới này thực lực rất cường đại, đã vượt qua cực hạn mình có thể ứng phó, liều mạng chỉ sợ không phải là biện pháp, dứt khoát công tâm đã, công tâm là công tâm, nhưng còn không muốn mất uy phong, mất thân phận, kết quả là nói ra một câu như vậy, rất đúng tiêu chuẩn lý niệm của đàm đàm, chỉ bằng vào một câu khí chẳng mười phần, bá đạo càn rỡ này trực tiếp làm cho quỷ vực đại trưởng lão giận càng thêm giận dữ. Xem tại Chu Yên Phun, Venun run đôi môi. Giờ khắc này hắn thật sự muốn đem ra hỏa xấu xí này ăn tươi nuốt sống ngươi là ai ngươi còn có thể là ai ngươi nếu có chút thân phận thì cần đi cản đường cướp bóc sao đại trưởng lão bên này đang muốn nói chuyên lại thấy yêu ninh ninh học bộ dạng đàm đàm ngẩng mặt lên nhìn quỷ vực đại trưởng lão nói càn rỡ lão nhân kia ngươi biết ông là ai sao dám mạo hiểm phạm đến ông ngươi không sợ cả nhà bị giết họa diệt cửu tộc sao quỷ vực đại trưởng lão trực tiếp điên rồi tên này là người nào a à, một tên hai cái giả vờ đại biện không phải là đám cướp đường thôi sao còn nói cả nhà tẫn tuyệt, chó gà không tha. Còn cả nhà ta bị giết, họa diệt cửu tộc sao? Ngươi cho rằng ngươi là tuyết lệ hàn sao? Hay là nghĩ đến ngươi là nguyên thiên hạn? Nếu không là yêu hậu, bắt lại bắt lại bắt lại. Quỷ vực đại trưởng lão giống to nói, không cần bắt lại, tất cả mọi người toàn lực xuất thủ cho ta, trực tiếp chặt đầu. Ném xuống cho cho ăn. Gương mặt lão lúc này đã giận đến phát tím rồi. Đã bao nhiêu năm rồi lão không có phát hỏa lớn như vậy, lần này thật sự không cách nào nhịn được rồi thương 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 đao kiếm rối rít ra khỏi vỏ liền tại lúc này trong bóng tối sở dương rốt cục hạ quyết tâm đột nhiên một lướt ra huynh đệ của mình nguy sớm tối ta nhất định phải cứu hắn thoát khốn nhưng địch nhân tụ tập cao thủ đông đảo ta tuyệt đối không là đối thủ nhưng huynh đệ gặp nạn bất kể nhiều ra sao cũng phải hết sức liều mạng dưới loại tuyệt cảnh này trong lòng sở dương chiến ý chợt bị áp bách đến cực hạn một kiếm xuất thủ hồn nhiên vô ngã hắn chẳng qua là dựa vào bản năng xuất kiểm. Trong lòng chỉ có nhất niệm, theo bản năng chọn lựa một chiêu có uy lực lớn nhất, nhưng chính là ở trong tuyệt cảnh này, hắn không khỏi kích phát ra tự thân vô hạn tiềm lực, trong chín cái đan điền, toàn bộ nguyên lực trong nháy mắt trong cùng thời gian bị hút hết mà dốc ra. Trong nháy mắt trong trời đất bất chợt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương, đồ hết thiên hạ thì đã sao? Sở Dương do cực độ lo lắng mà thành công xuất ra một chiêu uy lực lớn nhất kia, đây là một chiêu cuối cùng của Cửu Kiếp kiếm pháp đồ hết thiên hạ thì đà sao cuối cùng đã biến chiêu. Ở vào lúc kiếm chiêu còn chưa thành hình thì khắp thiên địa năng lượng đột nhiên, bởi vì trạng huống nào đó mà trong nháy mắt bị trừ không, cả thầy tong chu vi ngàn trượng, tất cả mọi người đều cảm giác được không cách nào hô hấp được, một cổ áp bách trước nay chưa từng có không tiếng động đột nhiên bao phủ nơi này, vừa muốn xuất động, hồ thúc thúc cùng mã thúc thúc đột nhiên dừng lại, trong mắt hai người hiện lên một tia hoảng sợ nhìn về một phương hướng nào đó. Thân là thánh nhân sơ cấp đỉnh thực lực bọn họ so sánh, với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng biết được hơi thở như vậy, từ đâu tới. Hơi thở như vậy là bởi vì sao mà mới có thể sinh ra được, đó là giết chóc cuối cùng, không có chút nhân tính nào, không cố kỵ giết chóc. Hơn nữa, loại chung kết giết chóc này chỉ có ở một kích hoàn toàn không có giữ lại của thánh nhân, tu vi tầng thứ cường giả thì mới có thể hiện ra khí chàng như vậy. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Là vị thánh nhân nào lại ngay tại lúc này nổi điên lên rồi sao? Giây lát sau, một đạo rộng lớn kiếm quang tràn đầy điên cuồng, và hủy diệt ý tứ ở sau lưng người ba đại môn phái chợt sáng lên giờ khắc này ngay cả mặt trời trên cao cũng như mất đi ánh sáng vậy mặc dù là ban ngày nhưng mọi người cũng rất chân thật cảm giác được ở dưới rộng lớn kiếm quang huy hoàng vô hạn này chiều dọi nơi này vốn là giữa ban ngày thế nhưng lại u ám vô quang không khác gì đêm tối kiếm quang cực tốc nhảy lên không mà đến tốc độ nhanh hơn tốc độ lưu quang mấy chục lần nhưng lại làm cho thị giác người nhìn có một loại cảm giác vô cùng chậm chạp loại này cảm giác hoàn toàn hoàn toàn ngược lại đối lập này làm cho người cảm nhận được ý cảnh này ai nấy đều cơ hồ nổi điên cùng lúc đó trong tai đàm đàm đột nhiên truyền tới một thanh âm nói người đổ hỗn trướng còn không mau đi một đạo kiểm quang như nộ long bay lên như kim long cùng mảnh rong mỗi trong nháy mắt biến ảo thành tinh hà hạo hạo đáng đăng tiến vào đám người quỳ vực đại trưởng lão đang ở vị trí trước nhất xoay người lại tu vi của hắn ở đây là cao nhất cũng chỉ có hắn biết đó là tình huống nào trong nháy mắt lão sợ đến vỡ mật khàn cả giọng hét lớn một tiếng nói, mau tránh ra. Nhưng rộng lớn kiểm quang đã xông ào vào đám đông rồi ầm ầm nổ tung. Rất giống như là tất cả thủy tinh trong toàn bộ thiên hạ vào giờ khắc này, tập trung ở nơi này mà cùng bể nát vậy. Sặc sỡ và lấp lánh, cả không gian như vỡ vụn. Chương 2070, 8 lần xuất thủ. Trong kiếm quang, đám người tựa như là trong lúc bất chợt bị bốc hơi, hòa tan. Kiếm quang rộng khoảng 10 trượng nhưng phàm là ai ở trong phạm vi này đều không ngoại lệ, toàn bộ biến thành bụi bay đi, A. À, ba đại môn phái, bốn năm vị thánh nhân sơ cấp, bảy tám vị thiên nhân đỉnh đồng thời như điên lao lên nghênh đón. Ngăn cản, mỗi người đều vận khởi bình xanh tu vi toàn lực ngăn cản. Đối mặt với kiểm khí khủng bố như vậy, phản kích chẳng qua là chuyên buồn cười. Thậm chí coi như là toàn lực ngăn cản cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản được. Nhưng nếu không đỡ thì sợ rằng trong hơn ba ngàn đệ tử các môn phái ở đây, đến bảy tám phần mười sẽ tiêu đời. Oanh! Hai bên với tốc độ cao nhất ở trên không trung đột nhiên chạm vào nhau hơn 10 vị cao thủ giống như bom nổ, hoa lửa bắn tứ tán, chiêu cuối cùng đổ hết thiên hạ thì đà sao với cực độ áp xúc, cực hạn bộc phát, uy lực có thể nói đã đạt đến mức vô cùng lớn. Công kích khủng bố như vậy đã cơ hồ tương đương với một vị thánh nhân, tầng thứ sơ cấp cường giả đem tự thân sinh mệnh lực toàn bộ tập trung mà tự bạo, uy lực như thế là không thể đỡ. Chính diện đối kháng, hơn 10 vị cao thủ kia, mỗi người đều cuồng phun máu tươi, trong đó còn có 5 6 người khi ở trên không trung bắn ra, thì thân thể cũng đã lộ ra vẻ sụi lơ vô lực, hoàn toàn không có cách nào khống chế được, trên người máu tươi giống như cầu vồng kích bắn ra, bay ra xa. Tu vi cao nhất là mấy vị đại trưởng kia thì lão đảo té ngã, máu tươi bay ra ngoài, ai nơi khóe miệng tràn đầy máu, ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, đầu vắng mắt hoa. Mà đạo kiếm quang kia bởi vì bị cường thế chặn lại mà chợt tán loạn một chút, nhưng ngay sau đó lại lần nữa ngưng tụ lại và kiên định lao về phía đám người đang tán loạn kia. Chuyên này phát trên khu đường rộng, nó vốn là một trong những con đường chính ở cô trúc thành nó có thể dung nạp được số lượng lớn người đi đường đây tự nhiên là chuyên không thể nghi ngờ nhưng giờ phút này con đường đã từng dị thường rộng rãi này lại có vẻ vô cùng hẹp huyết lãng cuồn cuộn dựng lên bất quá trong nháy mắt cả con đường đã bị phủ bởi một lớp máu diêm lệ một cái thanh âm khản giọng cười nói thật là khó được a à. nhiều người xếp thành đội chen trúc như vậy chờ ta tới giết nếu không thành toàn cho hảo ý của các ngươi khởi không cô phụ ý tứ của các ngươi ta sẽ khó tránh khỏi được sự tiếc nuối cả đời a." À, trong tiếng cười cằn rỡ, một đạo chấn động rồi ngay sau đó xông thẳng lên trời cao, phía sau, một đạo thân ảnh lấy tốc độ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ra nhào tới. Hơn nữa còn như ruột gan đứt thành từng khúc giống to nói, lưu lại. Kẻ đến sau chính là Thiết Kiếm môn đại trưởng lão, cho đến tận lúc này, trong ba đại tông môn, bên tổn thất thảm trọng nhất là người Thiết Kiếm môn, ở trong trận chiến này đã bị hủy diệt hầu như không còn. Đối mặt với kết quả này, thiết kiếm môn đại trưởng lão đã như điên rồi. Giờ phút này hắn đã mất đi lý trí, duy nhất ý niệm cũng chỉ có là đi hủy diệt kẻ tạo thành thầy chuyên này. Ngay cả khi có thể đoán được đạo kiêm quang kia ghê gớm đến mức nào, thiết kiếm môn đại trưởng lão giờ khắc này vân liều mạng đuổi theo, thúc giục tất cả sinh mệnh nguyên lực, thế nên lão đi sau mà tới trước, cố một kích phải chúng đuổi theo sở dương đang hết tốc lực bỏ chạy. Ác tặc! Chạy đi đâu, còn không nạp mạng cho ta đi. Thiết kiếm môn đại! Trưởng lão lớn tiếng kêu, phấn đấu quên mình xông lên sở dương trong lòng đột nhiên chấn động không dám chậm trễ vẫn hết dư lực cử kiếp kiếm lăng không vung lên oanh một tiếng hai người ở trên không trung không có chút nào hoa giả mà chạm vào nhau rầm 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 phốc 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 liên tiếp thanh âm va chạm giao kích trong khoảnh khắc đó hoàn toàn đan vào một chỗ cả quá trình này sử dụng lời miêu tả thì giống như cả một quá trình rất dài kỳ thực hai người vừa chạm vào nhau thì đã phân ra sở dương rên thảm một tiếng lần nữa lăng không dựng lên ở trên không trung vẫn lảo đảo một cái nhưng ngay sau đó rên rỉ nói, hào lực khí." Sở Dương hé miệng, một ngụm tinh hồng máu tươi hóa thành huyết vụ ở trên không trung lượn lờ phiêu tán, nhưng ngay sau đó kiếm quang chợt lóe lên, lần này thì thật sự biến mất không thấy gì nữa, cũng không có người nào có thể đuổi kịp được nữa. Chẳng qua là Hữu Tâm Nhân có thể nhìn ra được, đạo kiếm quang này rời đi tốc độ mặc dù vẫn là kỳ khoái, đuổi không kịp, nhưng đạo kiếm ảnh này mơ hồ đã có vài phần lung la lung lay, hiển nhiên người kia đã bị trọng thương điểm này thì đám quỷ vực đại trưởng lão tự nhiên là thấy được rõ ràng nhất nhưng giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người thân đều chịu trọng thương coi như là có lòng muốn truy kích nhưng cũng đà là hữu tâm vô lực có khóc cũng không làm gì được trừ phi giống như thiết kiếm môn đại trưởng lão liều mạng liều mình truy kích nhưng cái mệnh này hiện tại mọi người vẫn còn có chút không bỏ được dù sao lưỡng đại tông môn kia tình cảnh còn chưa đến mức như thiết kiếm môn vẫn còn dư lực đại trưởng lão đám người thiết kiếm môn còn sót lại không tới trăm người rối rít bi hô ra tiếng trên không trung, thân thể đại trưởng lão quay tròn mà rơi xuống đất, giữa yết hầu, trên trán, ngực, lưng, cổ, đỉnh đầu, bụng, lồng ngực, đan điền. Phàm là các bộ vị trí mạng đều là máu tươi loạn phun. Một đôi mắt của hắn giờ phút này cũng đã trở nên trống rỗng mà đờ đẫn, cứ như vậy từ trên không trung xoay tròn rơi xuống, không còn chút sinh cơ nào. Như chiếc lá khô cuối mùa thu phiêu linh trong gió, rơi xuống trước mắt đám đệ tử nước mắt như mưa. Mới vừa rồi trong nháy mắt hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, liên tiếp thập cửu trưởng chúng vào sở dương, cho nên sở dương lần này bị thương thế nghiêm trọng, nhưng trên người lão cũng bị sở dương điên cuồng đâm cho 97 kiếm. Cửu kiếp kiểm, mỗi một kiếm cũng cắn nuốt vô số sinh mệnh lực của đại trưởng lão. Sau 97 kiểm, vị thiết kiếm môn đại trưởng lão này sinh mệnh lực đã đánh mất đi 9 thành 9, 99%, hoàn toàn hết cách xoay chuyển, không còn sống được nữa. Mở to đôi mắt vô thần, thiết kiếm môn đại trưởng lão đột nhiên khàn giọng cười cười lẩm bẩm nói người không thể đuối lý đuối lý thì tất bại hắn đột nhiên nỗ lực giãy giụa mở to mắt nhìn lên đầu cười thảm nói đuối lý hẳn phải chết lại là một tiếng cười dài khàn giọng sau đó trong thất khiếu đột nhiên tràn ra máu tươi mà lẩm bẩm nói chuyển cáo trưởng môn chỉ là vì mười vạn năm cơ nghiệp của thiết kiếm môn chẳng lẽ có thể tổn hại lương tâm sao thật sao đáng giá sao đám thiết kiểm môn đệ tử ôm hắn cũng khóc giống thất thanh nhưng đại trưởng lão cũng đã nhắm hai mắt lại vĩnh viễn nhắm hai mắt lại không còn có thể mở ra nữa mặc dù trên người hắn máu tươi còn đang chảy ra nhưng cả người đã không còn có bất kỳ tiếng động nào nữa hắn đã chết rồi một người một thanh kiểm tung hoành mà đến tung hoành mà đi đối phương thậm chí ngay cả rừng cũng không ngừng nhưng người ba đại môn phái tụ tập ở chỗ này tổng số mấy ngàn người này chống rỗng thiểu đi hai phần ba mặc dù mọi người cũng rõ ràng người tới cũng trả giá khổng lồ nhưng một cái kết quả như vậy vẫn làm cho mọi người khiếp sợ không khỏi thậm chí ở phương xa hồ thúc thúc cùng mã thúc thúc trên mặt cũng tận lực hoảng sợ trước sau bất quá ngay lập tức nói riêng về tu vi bọn họ đã đạt đến thánh nhân sơ cấp đỉnh tầng thứ trong hai người bất kỳ một ai đều có tự tin là có thể đối mặt với người nọ mà không rơi vào thế hạ phong thậm chí là chiến thắng nhưng muốn lấy được chiến quả như vậy coi như là hai người bọn họ đồng thời xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm được phải biết hiện tại người ở chỗ này tuyệt đối không có bất cứ người nào là tay mơ từng người, ai nấy cũng là thánh cấp cao thủ trở lên. Sắc bén. Hồ Thúc Thúc hít thật sâu một hơi nói. Đúng là sắc bén. Mã Thúc Thúc trong mắt có suy nghĩ sâu xa nói. Người này, tổng cộng xuất thủ mấy lần. Lần đầu tiên xuất thủ là vào ban đêm, ba đại môn phái tổn thất một ngàn người. Cả quá trình vô thanh vô tức. Lần thứ hai xuất thủ, là vào sáng sớm ở cửa thành. Một kiếm chém giết hơn 300 người. Lần thứ ba cùng lần thứ hai chỉ cách nhau trong nháy mắt thiết kiếm môn cũng có hơn trăm người chết ở cửa thành. Lần thứ tư xuất thủ là vào đêm khuya, một lần đánh bất ngờ giết 400 người. Ngay sau đó lại đánh chặn viện quân trên đường, trước sau ba lần. Hôm nay lần này là lần thứ tám hắn xuất thủ. Mã thúc thúc tăng mắt có rung động mảnh liệt nói, tám lần xuất thủ, tổng cộng giết gần tám ngàn người. Hơn chín thành tinh hoa thực lực của mặc Vân Thiên Ba đại môn phái cơ hồ bị một mình hắn thu thập sạch sẽ. Hồ thúc thúc trên mặt ra thịt co quắp một chút nói, ba đại môn phái lần này phái người tới, tổng cộng cũng bất quá hơn 9.000 người mà thôi, nhưng hiện tại đã có không sai biệt lắm 8.000 người chết tại trong tay người này rồi. Nếu tính cả người do thái tử, cùng vị đàm đàm kia giết nữa thì người ba đại môn phái còn may mắn sống sót, lại chỉ sợ đà chưa đầy 1.000 người. Tính toán xong, hai người cũng là không hẹn mà cùng khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Không tính thì không biết, tính toán xong thì giật mình. Lúc này mới phát hiện ra, người ba đại môn phái dường như đã sắp bị người nọ giết sạch rồi về phần người bị tổ hợp của thái tử gia đúng dịp giết chết kia mặc dù không phải là chín châu bò chi nhất mao một sợi lông của chín con bò cũng chỉ được mấy chục người mà thôi cơ bản là không đáng kể đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh sầu vân thảm vụ đầy đất là máu tươi và phần còn lại của chân tay đã bị cụt bởi vì thế mà cảnh trông như địa ngục hơn nữa còn là xảy ra trong thời gian ngắn như vậy yêu ninh ninh đứng ở nơi đó cũng bị cảnh tượng bất thình lình này làm cho sợ hết hồn trợn trong mắt nhìn nhân gian luyện ngục Hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm cảm giác rung động cùng sùng bái giống như núi thở biển gầm, mà đến, đây mới là anh hùng, đây mới là giang hồ máu tanh, đây mới là giết chóc đại chiến a, thái tử gia vẫn ở nơi đáy lòng cảm khái, hoa mắt thần mê đắm chìm, thế cho nên khi chuyện mới vừa phát sinh, Đàm Đàm kéo tay hắn muốn thừa dịp loạn mà chạy trốn thì yêu Ninh Ninh lại không có nửa điểm phản ứng, tu vi không bằng nên Đàm Đàm chết sống túm lôi đi mà không được. Đàm Đàm cũng bất đắc dĩ, gia hỏa này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Làm sao trong lúc bất chợt vào lúc này lại lên cơn rồi sao? Kéo cũng kéo không nhúc nhích, cũng không thể tự mình chuồn mất được, cho nên, Đàm Đại Ma Vương cũng chỉ đành rất bất đắc dĩ phụng bồi, nội tâm vô hạn quấn quýt. Ngươi a, à, ngươi cho dù muốn nổi điên, thì cũng thay đổi lại thời gian và đổi lại địa điểm đi có được hay không? Hiện tại đây cũng là chiến trường a, à, đại gia ơi, người bị thương thế nghiêm trọng là Sở Dương thì trong lòng cũng rất bình yên. Theo Sở Dương xem ra, sau một cuộc đại sát này, nơi đó đã cực kỳ hỗn loạn rồi đầy đủ để cho đàm đàm trốn đi một trăm lần. Lấy sự thông minh của đàm đàm, trọng yếu hơn là còn có câu truyền âm của mình kia, đàm đàm vô luận như thế nào cũng sẽ nắm lấy cơ lúc này mà chạy trốn. Cho nên, mặc dù lần này mình dốc hết sức, thậm chí còn thân chịu trọng thương thì vân là vô cùng đáng giá.